Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 182. Ai thế? Ninh Nhụy Nhụy cảm giác người ngoài cửa khí thế bất phàm, lập tức sinh lòng cảnh giác, lạnh giọng quát hỏi. Người ngoài cửa đáp lại, một vị cố nhân nhờ ta đến thăm hỏi Ninh tiên sinh, người có thể cho ta vào được không? Cố nhân nào? Ninh Nhụy Nhụy cau mày, lại càng thêm cảnh giác, chậm rãi đưa tay vào túi. Mò được Lưu Vân Thiết nhận, chẳng lẽ ngươi không có tên hay là ngươi có chuyện không thể để cho ai biết? Ninh Vọng Hải lạnh nhạt nói, Nhụy Nhụy, không cần khẩn trương, trước cứ để người vào đi. Ra ra, những người này chỉ sợ kẻ đến không thiện. Ninh Nhụy Nhụy do dự nói. Không sao, Ninh Vọng Hải khoát tay, lờ đễnh nói, nếu người ta đã gõ cửa cầu kiến, nói rõ người ta đã chấp lễ gặp nhau, không có chuyện gì đâu. Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất có lý. Tuy nhiên, cẩn thận và phòng bị vẫn hơn, dù sao, cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Với thực lực của nàng hiện tại, cho dù người đến là tu tiên giả cũng không có gì đáng sợ. Ninh Nhụy Nhụy chậm rãi bước đến cửa, mở cánh cổng ra. Ngoài cửa có hai nam nhân đang đứng, một già một trẻ. Người già khoảng 50, cơ thể rất khỏe mạnh, ánh mắt thâm trầm. Có được khí thế thượng vị thời gian dài, đồng thời cũng biết che giấu phong mang của mình. Người trẻ đoán chừng khoảng 20, mặc dù mặc trang phục màu trắng bình thường nhưng rất thành thục. Cho dù hắn ta vẫn luôn duy trì tư thế nho nhã, lễ độ nhưng vẫn thẳng tắp như một cây thương. Các ngươi đến tìm gia gia của ta, Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng hỏi. Tại hạ họ Thành, đến từ Bạch Gia Tuyết Thành, cũng được xem là người quen biết cũ với gia gia của ngươi, đặc biệt đến đây bái phỏng. Nam nhân trung niên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, hơi khom người, vô cùng lễ phép nói, ngươi chính là Ninh Nhụy Nhụy Ninh tiểu thư, quả nhiên quốc sắc thiên hương, khí khái anh hùng, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Mấy lời này miễn đi, Ninh Nhụy Nhụy nhìn hai người, hẳn là người luyện võ, về phần có phải là tu tiên giả hay không, tạm thời còn chưa biết, gia gia của ta mời các ngươi vào. Nam nhân trung niên họ Thành gật đầu, cảm ơn, quấy rầy rồi. Ninh Nhụy Nhụy đóng cửa cổng rất kỹ, sau đó dẫn hai người vào trong nội viện. Ninh Vọng Hải vẫn nằm trên ghế như cũ, cũng không có ý đứng dậy, chỉ là mắt hơi nheo lại. Nam nhân họ Thành nhìn thấy Ninh Vọng Hải, cơ thể khom thành 90 độ, hai tay thủ thế vừa cổ quái vừa phức tạp, đệ tử phái Tuyết Sơn đời thứ 10 Thành Thiên Vạn bái kiến Ninh Sư Thúc. Ninh Vọng Hải thản nhiên nói, miễn đi, tên đó đã sớm không còn liên quan đến ta không phải đệ tử phái Tuyết Sơn. Bây giờ ta là Ninh Vọng Hải. Một ngày đồng môn, cả đời phụng mệnh. Nam nhân họ Thành cười khẽ, chậm rãi đứng dậy, kiên định nói, huống chi, năm đó đều nhờ Ninh Sư Thúc chiếu cố. 40 năm không gặp, sao có thể không hành đại lễ chứ? Nói xong, ông ta vẫy tay với người thanh niên bên cạnh, Lập Nhi, người còn không mau quỳ xuống dập đầu với Sư Thúc Tổ. Người thanh niên kia rất nghe lời, trực tiếp quỳ xuống. Dập đầu mấy tiếng trước Ninh Vọng Hải, phái Tuyết Sơn Thành lập nghiệp xin bái kiến sư tổ. Được rồi, dập đầu có vang hơn nữa, ta cũng không có hồng bao đâu. Ninh Vọng Hải vẫn không có gì thay đổi, chỉ thản nhiên nói, ngươi cũng biết 40 năm trôi qua, chuyện năm đó ta cũng đã sớm buông xuống, tại sao bây giờ các ngươi lại đến phá vỡ cuộc sống yên tĩnh lúc tuổi già của ta? Ninh Sư Thúc, ngài nói lời này nghe lạ lắm. Thành Thiên Vạn ngồi xuống bên cạnh Ninh Vọng Hải. Thật ra mấy năm qua, chúng ta vẫn luôn tìm ngài, nhất là sư phụ ta lại càng ngày nhớ đêm mong gặp lại ngài. Đáng tiếc, cho đến mấy năm gần đây mới từ trên người Ninh Tiểu Thư nhìn thấy thần thái của ngài năm đó. Quả nhiên, chỉ cần kiểm chứng một chút đã xác thực được nơi ở của ngài. Lông mày Ninh Nhụy Nhụy cau lại, cảm giác có chút không được dễ chịu. Đám người này thông qua hành tung của nàng mà tìm đến nhà. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ninh Vọng Hải lười nói nhảm, nói thẳng đi, Bạch Vạn Bang bảo ngươi đến làm gì? Thành Thiên Vạn cười khẽ, hiển nhiên không thích ứng với phương thức nói chuyện của Ninh Vọng Hải. Ông ta do dự 2-3 giây mới nói tiếp, tính tình Ninh Sư Thúc vẫn ngay thẳng như ngày nào. Cũng được, vậy ta xin nói thẳng, sư phụ ta muốn mời ngài đến núi tuyết một chuyến, giải quyết triệt để chuyện năm đó. Giải quyết sự kiện 40 năm trước, Ninh Vọng Hải vô cùng bình tĩnh. Kẻ cầm đầu đã bị nghiêm trị, những người liên quan cũng bị trục xuất khỏi sư môn. Ta cũng đã trả lại tên, trở về làm người bình thường.
40 năm qua chưa từng nhắc đến phái Tuyết Sơn nửa chữ. Thành Thiên Vãn lắc đầu, có chút kích động, chuyện năm đó vẫn còn chưa được giải quyết, đến nay sương mù vẫn còn nồng nặc. Năm đó, Ninh Sư Thúc không thể không ảm đạm rời đi, chẳng lẽ ngài thật sự cam tâm sao? Ta chỉ là một người bình thường, cũng không có gì là không cam tâm cả. Ninh Vọng Hải xác thực đã sớm không còn so đo gì nữa. Thành Thiên Vãn sửng sốt một chút, sau đó đổi cách nói chuyện, năm nay, chúng ta phát hiện một linh tuyền mới trong một thâm cốc, chẳng những linh khí dồi dào, hơn nữa còn không bị ô nhiễm. Dựa vào con suối này, chúng ta có thể trọng trưởng phái Tuyết Sơn. Được rồi, ta hoàn toàn không có hứng thú với việc tranh quyền đoạt lợi trong môn phái nữa. Ninh Vọng Hải khoát tay, có chút mất kiên nhẫn, bây giờ ta sống khá tốt, không muốn lẫn vào chuyện đó nữa, ngươi đi về đi. Ngươi nói cho Bạch Vạn Băng biết, đừng giày vò nữa. Mấy năm qua, không phải ông ta sống cũng rất tốt sao? Sắc mặt Thành Thiên Vãn lạnh lại, hiển nhiên không nghĩ đến Ninh Vọng Hải lại không nể mặt đến như thế. Này, lão đầu, ngươi tưởng mình là dễ hành à? Người thanh niên bên cạnh nhìn không được, bỗng dưng tiến lên lạnh lùng trừng mắt nhìn Ninh Vọng Hải, nể mặt ngươi, ta gọi ngươi một tiếng sư thúc tổ chứ cũng chẳng nể mặt một lão đầu tử sắp chết như ngươi. Đừng có mà mặt mũi cũng không muốn. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Nhụy Nhụy lạnh lại, quát lớn, chú ý giọng điệu của ngươi, đừng có muốn chết. Hừ, ngươi tính là gì? Ở đây có phần cho nữ nhân nói chuyện sao? Thành lập nghiệp khinh thường nhất chính là nữ nhân. Lúc này bị Ninh Nhụy Nhụy quát vào mặt, hắn ta giận tím mặt, cút sang một bên. Quả đấm của ta mặc kệ ngươi là nam hay nữ. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, không khỏi cười lạnh, ngươi cảm thấy nắm đấm của mình rất lợi hại sao? Đương nhiên, một quyền là có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Thành lập nghiệp khinh thường nhìn Ninh Nhụy Nhụy, không tin ngươi cứ thử một chút. Thành Thiên Vãn làm bộ quát một câu, Lập Nhi, đừng làm loạn. Dù sao nàng ấy cũng là cháu gái Ninh Sư Thúc ta, luận bối phận, ngươi cũng phải gọi nàng ấy một tiếng sư tỷ. Sư tỷ cậu thí, chỉ là một nữ nhân không biết mùi vị mà thôi. Thành lập nghiệp khinh thường nói, có chút mất kiên nhẫn cha, theo ý của con, nếu sư tổ đã phái chúng ta đến tìm bọn họ, chúng ta cứ trói bọn họ lại đưa đến Tuyết Thành không được sao? Ninh Vọng Hải nghe xong, không thể nhịn được cười, thanh niên bây giờ đúng là không biết trời cao đất rộng. Lão già, ta nghe cha của ta nói qua tên tuổi của ngươi, là tuyết thủ độc hành gì đó đúng không? Thành lập nghiệp một tay bóp quyền, một tay thành trưởng, dẫm chân nhào về phái Ninh Vọng Hải. Vậy thì để ta thử một chút tuyết thủ của ngươi xem có bao nhiêu lợi hại. Bành! Chỉ thấy một bóng người bay rớt ra ngoài, va thật mạnh vào tường rào, sau đó rơi xuống vũng bùn trong viện. Phì phì phì, Thành lập nghiệp nhảy dựng lên, phun bùn trong miệng ra, chuyện gì xảy ra thế? Thành Thiên Vãn cũng ngẩn cả người. Đứa con trai này của ông ta cũng khổ luyện không ít, đồng thời cũng bỏ ra rất nhiều tiền mua đan dược để luyện cốt. Nếu luận về công phu, hắn ta đã thuộc hàng nhất lưu, thế mà lại không phải là đối thủ của đối phương. Càng kinh khủng hơn chính là, ông ta không nhìn thấy Ninh Vọng Hải ra tay. Chẳng lẽ, mấy năm gần đây công lực của vị Ninh Sư Thúc chẳng những không lùi bước mà còn vượt qua cả năm đó. Ninh Vọng Hải vẫn mỉm cười, cũng không nói gì. Mẹ kiếp, ta không tin, dù sao Thành lập nghiệp cũng trẻ tuổi nóng tính, thực sự không chịu được sự sỉ nhục như vậy. Bóp quyền một lần nữa phóng đến Ninh Vọng Hải. Bành! Còn chưa đến gần Ninh Vọng Hải, cả người lại bay lên lần nữa. Thành Thiên Vãn bỗng nhiên mở to mắt, lần này ông ta đã nhìn được người ra tay. Không phải Ninh Vọng Hải mà là Ninh Nhụy Nhụy. Ha ha, Ninh Sư Thúc, ngài giấu giỏi lắm. Thành lập nghiệp cười ha hả, chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy, bất chi bất giác ngài đã bồi dưỡng Ninh Tiểu Thư thành cao thủ. Còn mạnh hơn so với đứa con trai bất thành khí của ta nhiều lắm. Đúng là xấu hổ quá. Không thể nào, Thành lập nghiệp một lần nữa bỏ dậy, nghe cha của hắn ta nói, hắn ta không thể nào tiếp nhận được, làm sao ta có thể bị một nữ nhân đánh bại được chứ? Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, ngươi chẳng những sẽ thua bởi nữ nhân mà còn thua những hai lần. Nếu ngươi còn dám bất kính với gia gia của ta, ta tin rằng ngươi sẽ chết trong tay của ta. Ngươi nói cái gì? Thành lập nghiệp giận tím mặt, bóp quyền muốn phóng đến Ninh Nhụy Nhụy. Được rồi, Thành Thiên Vãn quát lạnh một tiếng, gọi con trai của ông ta lại, Lập Nhi, đừng có làm loạn nữa. Ninh Tiểu Thư đã lưu thủ,
Người đừng để người ta nói chúng ta không biết tốt xấu. Ninh Nhụy Nhụy sinh lòng khinh thường người này. Cái gì mà đệ tử phái Tuyết Sơn, đúng là chẳng có gì hơn. Thành Lập Nghiệp tức giận vô cùng nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Ninh Sư Thúc, lần này ta thành tâm thành ý mời ngài rời núi. Thành Thiên Vạn thở dài, có chút cảm khái, năm đó, nguyên nhân cái chết của phó trưởng môn không rõ, đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Sau đó, trưởng môn sư tổ cũng mất tích một cách khó hiểu. Ngài có biết người chấp trưởng phái Tuyết Sơn bây giờ là ai không? Ninh Vọng Hải thản nhiên nói, ta không biết, cũng không muốn biết. Là nữ nhân kia, Thành Thiên Vạn chậm rãi nói. Con người Ninh Vọng Hải bỗng nhiên co rụt lại, tinh quang lóe lên trong mắt rồi biến mất, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, điều này cũng chẳng liên quan gì đến ta. Các ngươi trở về đi. Đã như vậy, chúng ta xin cáo từ. Thành Thiên Vạn thấy ông ta đã nói như thế, Ninh Vọng Hải cũng không động đậy, cũng không tiếp tục ở lại, lập tức đứng dậy cáo từ. Ninh Nhụy Nhụy cảm giác có chút không ổn nhưng nghĩ lại không thấy có manh mối gì, bởi vì đây chỉ là sự cảnh giác theo bản năng mà thôi. Lúc này, nàng hơi nhớ Hạ Thiên, mặc dù tên lưu manh kia háo sắc, nhưng có hắn bên cạnh, nàng yên tâm hơn rất nhiều. Mặc kệ người khác có âm mưu quỷ kế như thế nào, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, sau đó khiến cho đối phương phải trả giá. Bây giờ, nàng rõ ràng cảm nhận được hai người kia hẳn có mưu đồ không tốt nhưng lại không có đầu mối, không dám tùy tiện làm việc. Nhụy Nhụy, tiễn bọn họ đi, Ninh Vọng Hải lạnh lùng nói. Ninh Nhụy Nhụy thu lại suy nghĩ loạn xạ, nói với hai người, mời đi. Hai người cũng không nói gì thêm, thật sự bước ra cửa. Trong lúc Ninh Nhụy Nhụy đang định mở cửa, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ, tiếp theo một giọng nói vang lên, xin hỏi Ninh Vạn Hưu Ninh lão tiên sinh ở đây phải không? Ta phụng lệnh của Bạch Gia Tuyết Thành đến bái phỏng. Nghe xong, Ninh Nhụy Nhụy sợ hãi cả kinh. Nếu người bên ngoài là người của Bạch Gia, vậy hai người trước mắt từ đâu mà đến? Nàng chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, bỗng dưng một làn khói bay lên khiến cho mắt của nàng mê man. Bành! Ninh Nhụy Nhụy lập tức nín hơi, vặn người đạp một cước về phía làn khói. Một cước này dùng 5-6 phần khí lực, đạp người kia phát ra tiếng rên thảm. Chỉ thấy một bóng người giống như đạn pháo bay ra ngoài, va sụp mấy bức tường. Không thể nào, người bay ra ngoài há miệng phun một ngụm máu tươi, ánh mắt không thể nào tin nổi, sau đó nghẹo đầu, không còn thở nữa. Lập Nhi, Thành Thiên Vạn mở to đến rách cả mí mắt, đưa tay chỉ Ninh Nhụy Nhụy. Người dám giết con trai của ta, ta lấy mạng của ngươi. Chỉ là không đợi ông ta ra tay, lập tức có hai luồng sáng sáng lên trong mắt của ông ta. Chờ đến khi ông ta nhìn thấy rõ ràng hai luồng sáng, ông ta không khỏi sợ hãi cả kinh. Khi ông ta muốn né tránh thì đã muộn. Ninh Sư Thúc, ngươi Thành Thiên Vạn cảm giác lạnh cả người, trong đầu như muốn nổ tung, miệng hô một tiếng nhưng rất nhanh đã bị cắt ngang. Ninh Vọng Hải không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, song trưởng tung bay giống như hai cái bóng màu trắng, nặng nề đập vào ngực Thành Thiên Vạn. Phốc! Thành Thiên Vạn cảm giác giống như có một ngọn núi đâm vào lồng ngực của ông ta. Ông ta phun ra một ngụm máu, cả người ngã xuống đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy nhiên, Ninh Vọng Hải không cẩn thận đã hít một ít khói mê, cả người mềm nhũn. Ra ra! Ông không sao chứ? Ninh Nhụy Nhụy lập tức tiến lên đỡ Ninh Vọng Hải. Ninh Vọng Hải thở hổn hển, chậm rãi ổn định thân hình, nhỏ giọng nói, Nhụy Nhụy, đi mở cửa đi. Ra ra, nếu chẳng may, Ninh Nhụy Nhụy hơi do dự, lo lắng người ngoài cửa với hai người kia là cùng một bọn. Không sao đâu, Ninh Vọng Hải lắc đầu, người ngoài cửa không cùng một bọn với hai người kia đâu. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy vẫn có chút nghi hoặc nhưng gia gia của nàng kiên trì như vậy, nàng cũng không tiện từ chối. Nàng đỡ gia gia của mình về lại ghế ngồi, sau đó mới quay lại mở cổng. Đứng ngoài cửa là một nam nhân mặc đồ vét, cũng khá lễ phép. Ngươi là ai? Ninh Nhụy Nhụy không chút hảo cảm, nếu ngươi muốn đến gây chuyện, ngươi cứ nói thẳng, đừng làm mấy thứ loạn thất bát tao nữa. Người nam nhân kia không hiểu, liền nói, ta tên Bạch Thiên An. Là người của Bạch Gia Tuyết Thành. Cha của ta Bạch Vạn Bang và Ninh Vạn Hưu Ninh Lão Tiên Sinh là đồng môn sư huynh đệ, là cha của ta phái ta đến gặp Ninh Lão Tiên Sinh. Vừa rồi cũng có hai người đến, cũng nói là người của Bạch Gia.
Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng nói, kết quả bọn họ lén lút thả khói mê, muốn ra tay với gia gia của ta. Cái gì? Bạch Thiên An không khỏi giật mình, lập tức hỏi, thế Ninh lão tiên sinh không sao chứ? Ninh Nhụy Nhụy thấy hắn ta quan tâm hỏi gia gia của nàng có sao không, tâm trạng của nàng khá hơn một chút, đương nhiên không có việc gì rồi, nhưng hai người kia thì có. Có thể cho ta vào xem không? Ánh mắt Bạch Thiên An hiện lên sự lo lắng. Lập tức chắp tay, cha của ta chỉ phái một mình ta đến, tuyệt đối không có người khác biết chuyện này. Ta cũng muốn biết là ai đã dám mạo danh người của Bạch gia ta. Trong viện, Ninh Nhụy Nhụy cao giọng nói, Nhụy Nhụy, cứ để hắn ta vào đi. Ngươi vào đi, Ninh Nhụy Nhụy mở cửa, tránh ra một con đường cho đối phương. Cảm ơn, Bạch Thiên An cất bước tiến vào, đến trước nội viện, hành lễ với Ninh Vọng Hải, Bạch Thiên An Bạch gia xin ra mắt Ninh tiên sinh. Ninh Vọng Hải nhìn hắn ta, mỉm cười hỏi, ngươi chính là con trai út của Bạch Vạn Bang. Vâng, Bạch Thiên An gật đầu, sau đó nói, cha của ta phái ta đến đây nói với ngài một câu. Câu gì? Ninh Vọng Hải thản nhiên hỏi. Bạch Thiên An cũng không dám do dự, nói thẳng lời của Bạch Vạn Bang, ông nói, Hoàng Phát Kiếm Quân mời ngài gặp mặt ở Tuyết Thành. Ha ha, tốt, thái độ lần này của Ninh Vọng Hải hoàn toàn khác với lúc trước. Lập tức vỗ tay nói, chúng ta chờ ở đây rất lâu rồi, cuối cùng cũng chờ được. Đi, bây giờ ta đi theo ngươi. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy ngoài ý muốn, tiến lên đỡ lấy Ninh Vọng Hải, ra ra, vừa rồi ông hít phải khói mê, cơ thể còn chưa biết thế nào. Bây giờ đến Tuyết Thành có phải vội vàng lắm không? Không còn kịp nữa rồi. Ninh Vọng Hải đứng dậy, khoát tay nói, sức khỏe của ta không sao đâu. Bên phía Bạch gia hẳn cũng có bác sĩ. Đến lúc đó chữa một chút là được. Ninh Nhụy Nhụy vẫn không yên tâm. Bạch Thiên An liền hỏi một câu, không biết Ninh tiên sinh trúng khói mê gì. Ta cũng không biết nữa, khói là do hai người kia phun. Ninh Nhụy Nhụy chỉ tay vào hai người đang nằm trên mặt đất không còn hơi thở, bọn họ tự xưng là đệ tử phái Tuyết Sơn, còn nói là do Bạch gia phái đến. Một người tên Thành Thiên Vạn, một người tên Thành Lập Nghiệp. Cái gì? Bạch Thiên An nghe được hai cái tên này, lấy làm kinh hãi, vội chạy đến cẩn thận phân biệt gương mặt của hai người kia, đúng là Thành Sư Huynh và Lập Nghiệp, nhưng tại sao bọn họ lại đến đây? Đồng thời làm thế nào bọn họ lại biết nơi này? Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, xem ra bọn họ thật sự là người của Bạch gia, người dự định giải thích như thế nào? Cái này ta cũng không rõ nữa. Bạch Thiên An lắc đầu, mặc dù Thành Sư Huynh là đồ đệ của cha ta. Nhưng mấy năm nay qua lại rất gần với đại ca ta. Nhất là trong thời gian bế quan của cha ta, ông ấy lại càng chỉ nghe mệnh lệnh của đại ca ta. Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được cười khẩy, ngươi tính đẩy cái nồi này lên người đại ca ngươi. Ta không phải có ý đó, ta chỉ nói ra sự thật mà thôi. Bạch Thiên An nói, đây chính là cách đối nhân xử thế của đại ca ta. Ở Tuyết Thành, hắn ta còn phái người đi đối phó Hạ Thiên. Hạ Thiên đang ở Tuyết Thành, Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt nhưng rất nhanh nhớ lại hình như có chuyện như vậy. Dương San đã có đề cập đến trong WeChat. Bạch Thiên An gật đầu. Ninh Vọng Hải thở ra một hơi, đừng do dự nữa, chúng ta đến Tuyết Thành ngay đi. Vâng, Ninh Nhụy Nhụy cũng không phản đối, chỉ cần Hạ Thiên đang ở Tuyết Thành, vậy thì sẽ không có chuyện gì. Tuyết Thành. Đại hội buổi chiều vẫn được tiến hành như thường lệ. Bởi vì không có các lãnh đạo tham dự, người tham gia hội nghị không cần nói mấy lời khách sáo, bầu không khí cũng náo nhiệt hơn. Nhất là gia chủ đương gia của Bạch gia, người cầm lái tập đoàn Lăng Tiêu Bạch Vạn Bang xuất hiện, bầu không khí lại càng đạt đến mức cao nhất. Bạch Vạn Bang cũng không nói mấy lời khách sáo, chỉ nói hai ba câu mang tính hình thức, sau đó quay người bước vào một phòng họp, còn phái người mời những hướng dẫn viên du lịch có tiếng trong cả nước và những người có liên quan vào luôn. Xin hỏi hai vị chính là Hạ Thiên Hạ tiên sinh và Dương San Dương tiểu thư. Có người khiêm tốn đến trước mặt Hạ Thiên và Dương San, ta tên Bạch Tiểu Nhạc, là trợ lý của gia chủ Bạch Vạn Bang lão tiên sinh Bạch gia. Mọi người gọi ta Tiểu Nhạc là được. Dương San nhìn người đến, thản nhiên hỏi, ta là Dương San, hắn là chồng của ta Hạ Thiên, xin hỏi ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Là như vậy, Bạch lão tiên sinh sẽ tổ chức một cuộc họp cá nhân. Muốn mời hai vị tham gia. Thái độ của Bạch Tiểu Nhạc vẫn cung kính như cũ, nội dung cuộc họp liên quan đến Hồ Thấm Nguyệt, còn có một số công việc có liên quan.
Lão nhân gia ông rất muốn gặp Hạ tiên sinh một lần. Hạ Thiên nhếch miệng, muốn gặp ta thì bảo ông ấy tự đến gặp ta. Ta chẳng có hứng thú đi gặp một lão già. Bạch Tiểu Nhạc có chút tức giận với thái độ bất lịch sự của Hạ Thiên nhưng nét mặt vẫn duy trì sự tôn trọng. Bạch lão tiên sinh cũng muốn gặp Hạ tiên sinh, nhưng sức khỏe của ngài ấy không được tốt, không cách nào đích thân đến được. Cho nên ta mới mời mọi người đến, mong hai vị đến tham gia. Bằng không, ta sẽ bị gia chủ trách phạt. Nói xong, Bạch Tiểu Nhạc quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên và Dương San. Phương thức cầu người này hoàn toàn không có chút tác dụng với Hạ Thiên. Cho dù quỳ đến chết, hắn cũng không hề dao động. Tuy nhiên, Dương San vẫn không tránh được sự đồng tình. Ông xã, nếu không, chúng ta đến gặp một chút đi, đồng thời hỏi thử xem ông ta muốn làm gì. Dương San suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi ý kiến của Hạ Thiên. Hạ Thiên nói, vợ Tiểu Tiểu Dương, nếu nàng muốn đi, vậy thì đi thôi, ta chẳng quan tâm lắm. Cảm ơn ông xã, Dương San hôn Hạ Thiên một cái. Sau đó nói với Bạch Tiểu Nhạc, vậy làm phiền Bạch tiên sinh dẫn đường. Được rồi, mời đi theo ta. Bạch Tiểu Nhạc cảm thấy yên tâm hơn một chút, vội vàng đứng lên, chậm rãi dẫn Dương San và Hạ Thiên đến một gian phòng yên tĩnh. Khi bọn họ đến, trong phòng đã có mấy người, bao gồm Hàn Nhạc Hân cũng ở bên trong. Tại sao bây giờ các ngươi mới đến? Hàn Nhạc Hân nhìn thấy Dương San và Hạ Thiên, lập tức nhỏ giọng nói, Bạch lão tiên sinh sắp đến rồi. Mọi người qua bên kia ngồi đi. Người của mấy địa phương nhỏ đến, quả nhiên không có cấp bậc lễ nghĩa. Người lên tiếng là một nữ nhân mặc áo lông chồn màu tím đứng bên cạnh Lệ Lệ Á, sắc mặt không tốt, đến muộn còn không biết xin lỗi, để mọi người ở đây chờ các ngươi. Đúng là quá kiêu ngạo. Dương San nói, chúng ta được mời đến chứ không phải ngươi mời đến. Hơn nữa, cũng đâu có muộn, nếu không muốn đợi, ngươi có thể đi. Thái độ của ngươi là gì? Nữ nhân mặc áo lông chồn bị chọc giận, mắng ngay tại chỗ, ngươi thì tính là gì, có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Hạ Thiên nói, người xấu thì bớt nói chuyện lại, nếu không, miệng thối của ngươi có thể hôn chết người. Ngươi mắng ai xấu, ngươi mới là miệng thối đấy. Nữ nhân mặc áo lông chồn giận tím mặt, đưa tay chỉ Hạ Thiên, ngươi có tin ta xé nát miệng của ngươi ra không? Chó ở đâu ra sủa, a? À. Lời còn chưa nói hết, mặt của nàng ta đã chịu một bạt tai. Quản cái miệng của mình cho tốt, nếu không, lần sau sẽ không còn dễ dàng như vậy. Dương San lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân mặc áo lông chồn màu tím. Khi thu hồi ánh mắt, nàng còn cảnh cáo nhìn Lệ Lệ Á. Bọn họ và nữ nhân này vốn không quen biết, nhưng bây giờ nàng ta nhảy ra kiếm chuyện, không cần nói cũng biết có người chỉ điểm. Nữ nhân mặc áo lông chồn màu tím ngẩn người. Thẹn quá hóa giận, ngươi dám đánh ta. Ngươi vậy mà dám đánh ta. Có ai không, bảo an đâu, tất cả chết hết rồi sao. Mau đuổi cổ bọn họ ra ngoài cho ta. Không, trước đánh một trận thật đau rồi hãy ném ra ngoài. Lục tiểu thư, xin đừng hồ nháo. Bạch Tiểu Nhạc nhịn không được liền nhắc nhở, bọn họ là gia chủ cố ý mời đến tham gia hội nghị. Nữ nhân mặc áo lông chồn màu tím đạp một cước vào người Bạch Tiểu Nhạc, con mẹ nó. Ngươi tính là gì mà cũng xứng nói chuyện với ta. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi đuổi bọn họ đi. Vừa nói, nàng ta vừa trừng mắt nhìn Hạ Thiên và Dương San, nếu các ngươi thức thời, bây giờ tự mình biến đi. Nếu bức ta ra tay, ta cam đoan các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi cứ thử xem cuối cùng ai mới là người chết. Hạ Thiên khinh thường nói. Dương San thản nhiên nói, ngươi tốt nhất nên biết mình đang làm cái gì. Đừng để bị người ta sử dụng như thương. Ha ha, nữ nhân khoác áo lông chồn hừ lạnh, nói với Bạch Tiểu Nhạc, người nghe chưa, hai người này hoàn toàn không có gì gọi là hối hận. Đúng là chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Lục tiểu thư, bọn họ là khách đặc biệt của gia chủ. Nếu ngươi có ý kiến đối với điều này, ngươi có thể tìm gia chủ để phản ứng. Bạch Tiểu Nhạc nhấn mạnh lần nữa, về yêu cầu của Lục tiểu thư, thứ cho ta khó mà tòng mệnh. Ngươi đánh giám, nữ nhân mặc áo lông chồn tức giận nói, hai người kia đầu tiên là đả thương Hào Ca, về sau lại đánh bị thương Vũ Thực và Tiểu Lâu. Ngươi như thế rõ ràng là kẻ địch của Bạch gia chúng ta mới đúng, ngươi còn lấy danh nghĩa của cha ta bảo vệ bọn họ. Ta thấy ngươi chính là phản đồ của Bạch gia thì đúng hơn. Bạch Tiểu Nhạc vẫn kiên trì, Lục tiểu thư, ngươi muốn chút giận vào ta như thế nào cũng được,
nhưng đừng bất kính với Hạ tiên sinh và Dương tiểu thư. Nếu không, gia chủ sẽ không vui. Bành! Nữ nhân mặc áo lông chồn tức giận một lần nữa đạp vào Bạch Tiểu Nhạc, người chỉ là một con chó của nhà ta mà thôi. Bây giờ ta phế bọn họ đi, sau đó ném ra ngoài, có gan thì ngươi cản ta đi. Này, ban đầu chúng ta không muốn tham gia, là cha của ngươi phái người mời chúng ta đến. Dương San cau mày, lạnh giọng nói, ngươi đừng có tự cho mình hơn người một bậc. Muốn đi thì chúng ta sẽ đi, nhưng muốn đuổi chúng ta, ngươi còn chưa xứng đâu. Còn dám cãi lại, nữ nhân mặc áo lông chồn giận điên lên. Ở Tuyết Thành này, có người nào dám cãi lại nàng ta như thế? Nàng ta liền vung tay vỗ vào mặt Dương San, chính tiện nhân ngươi đã câu dẫn hào ca của ta, mới khiến cho hắn ta biến thành như bây giờ. Ta sẽ phế bỏ ngươi. Dương San lắc đầu, nếu nàng không dạy cho nữ nhân kia một bài học, nàng ta hoàn toàn nghe không ra tiếng người. Cái gì? Trong lúc Dương San đang suy nghĩ, một trường ảnh bổ về phía cổ họng của nàng, khiến nàng trong nháy mắt bừng tỉnh, lách mình né tránh. À, ngươi cũng có bản lãnh đấy, có thể né được một trường này của bổn tiểu thư. Tiếp theo, ngươi không có may mắn đó đâu. Nữ nhân mặc áo lông chồn kinh ngạc xong, sau đó cười lạnh lại đến. Nói xong, Dương San cũng không cam chịu yếu thế, bắt đầu chống trả. Bạch Tiểu Nhạc gấp lên, dừng tay, Lục tiểu thư, ngươi đừng đánh nữa. Người chung quanh chỉ đứng nhìn náo nhiệt, hoàn toàn không phản ứng đến hắn ta. Hạ tiên sinh, mau ngăn bọn họ lại đi. Bạch Tiểu Nhạc đành phải quay sang cầu xin Hạ Thiên, nếu cứ tiếp tục đánh, xảy ra chuyện lớn, gia chủ thấy được nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Hạ Thiên nói, tại sao lại phải ngăn cản? Người quái gì kia đáng đánh? Nếu chẳng may Dương tiểu thư bị thương, Bạch Tiểu Nhạc có chút lo lắng. Hạ quái gì kia không phải là đối thủ của vợ Tiểu Tiểu Dương? Hạ Thiên khinh thường nói. Bạch Tiểu Nhạc im lặng, đành phải quay sang nhìn Lệ Lệ Á, nhẹ giọng nói, Á tỷ, từ trước đến nay ngươi luôn có mối quan hệ tốt với Lục tiểu thư. Nếu không, ngươi bảo nàng ấy dừng tay, mặc kệ ai bị thương cũng đều không tốt. Điều này chẳng liên quan gì đến ta. Lệ Lệ Á cau mày, đạm mạc nói, ta và Thiên Tuệ đúng là bạn thân, nhưng tính tình của nàng ấy như thế nào ngươi cũng biết rồi đó, ta làm sao mà khuyên được. Hơn nữa, ta cảm cũng cảm thấy có một số người quá vô lễ, dạy cho một bài học cũng tốt mà, tránh tự cho là đúng, không coi ai ra gì. Lúc nói lời này, ánh mắt Lệ Lệ Á không khỏi nhìn Hạ Thiên, ý khinh thường không hề che giấu. Vừa xấu lại còn vừa ngu, Hạ Thiên nhếch miệng, nếu ngươi còn nói xấu ta và vợ Tiểu Tiểu Dương nữa, ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Ha ha, ta nói ngươi sao? Khóe miệng Lệ Lệ Á khẽ nhếch lên. Diễu cợt, ta nói một số người, tự ngươi nhất định phải chiếm một chỗ, có liên quan gì đến ta? Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi đừng tưởng dung mạo ngươi xấu thì ta sẽ không đánh ngươi. Nào, ngươi đánh đi, có gan thì ngươi đánh đi. Ánh mắt Lệ Lệ Á hiện lên sự khinh bỉ, thậm chí còn sờ mặt của mình ta xấu xí. Ánh mắt của ngươi bị mù sao? Ngươi biết mặt của ta đẹp đến cỡ nào không? Ngươi dám đụng đến một nửa sợi lông trên mặt ta? Cam đoan tổ tông 18 đời của ngươi sẽ bị, a. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một bóng người bay đến, nặng nề đập vào người Lệ Lệ Á, hai người cùng lăn đến bên tường. Ngươi làm gì vậy? Lệ Lệ Á chật vật không chịu nổi, lập tức đứng lên chỉ vào Dương San, ngươi dám ra tay với ta, ngươi chán sống rồi đúng không? Dương San thản nhiên nói, ta không có ra tay với ngươi, ta chỉ lỡ tay, mà cũng là do ngươi né tránh muộn mà thôi. Đánh giám, ngươi chính là cố ý. Lệ Lệ Á tức giận đến gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, ngươi đang ghen tị với ta, ghen ghét mặt ta đẹp hơn ngươi, đố kỵ ta giành được vị trí đầu trong bảng xếp hạng. Ngươi chính là có suy nghĩ độc ác như thế, ngươi là vì mặt của ta mà đến. Hạ Thiên nghe xong, lười biếng nói, đúng là ngu ngốc, mặt của ngươi xấu đến mức không cách nào hình dung, ngay cả chó cũng không muốn nhìn, ai thèm ghen ghét. Ngươi mới xấu đấy. Lệ Lệ Á tức giận đến mức nghiến răng, ánh mắt có thể giết người, mặt của ta đẹp đến mức thiên hạ vô song. Dám nói ta xấu xí, hôm nay các ngươi tuyệt đối chết chắc. Cho dù Bạch Vạn Bang đến, ông ta cũng không cứu nổi các ngươi đâu. Nói xong, lòng bàn tay của nàng ta xuất hiện mấy viên thuốc, đang định ném ra, bỗng nhiên bị một tiếng gào to dọa sợ. Dừng tay lại cho ta. Một âm thanh già nua vang lên.
Tiếp theo, mọi người nhìn thấy một lão giả mặc thường phục màu trắng chậm rãi bước đến. Người này đưa mắt nhìn Lệ Lệ Á, bây giờ lão phu đến rồi, người muốn làm cái gì? Bạch gia chủ, ngài đến rồi. Lệ Lệ Á lập tức cất kỹ vật trong tay, xấu hổ cười một tiếng, ta chỉ dọa bọn họ mà thôi. Ta chỉ là một nữ nhân, có thể làm gì được bọn họ chứ? Tốt nhất nên như vậy. Bạch Vạn Bang hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không thích Lệ Lệ Á. Ông quay sang nhìn Hạ Thiên và Dương San, các ngươi chính là Hạ Thiên và Dương San. Hạ Thiên lười biếng nói, ta chính là Hạ Thiên. Lão đầu nhi, ngươi là ai? Làm càn, người đi theo sau lưng Bạch Vạn Bang nhìn không được quát mắng, trước mặt ngươi chính là người cầm lái của tập đoàn Lăng Tiêu, gia chủ Bạch gia Tuyết Thành Bạch Vạn Bang, Bạch lão tiên sinh, ngươi hãy tôn trọng một chút cho ta. Không sao, Bạch Vạn Bang cũng không tức giận, ngược lại có chút hứng thú đánh giá Hạ Thiên, lão phu tên Bạch Vạn Bang, nghe tiếng ngươi cũng đã lâu nhưng chưa có dịp được gặp. Hôm nay xem như đã đạt được mong muốn. Hạ Thiên nhếch miệng, lão đầu nhi, có gì thì cứ việc nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng. Ta quả thật có chút chuyện cần Hạ Tiểu Hữu giúp đỡ, chỉ là vẫn chưa đến thời điểm, trước nói chuyện khác. Bạch Vạn Bang khẽ cười, thuận miệng bỏ qua đề tài này, mọi người ngồi xuống hết đi. Mọi người riêng phần mình ngồi xuống, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cha, chẳng lẽ cha không biết chính bọn họ đã đả thương Hào ca, còn có Vũ Thực nữa? Nữ nhân mặc áo chồn lông không nhịn được hỏa khí trong lòng, vọt thẳng đến trước mặt Bạch Vạn Bang, loại người này nên dạy cho một bài học, để bọn họ biến khỏi Tuyết Thành, tại sao cha lại? Đủ rồi, Bạch Vạn Bang có vẻ tức giận, Hạ Tiểu Hữu và Dương Tiểu Thư là khách quý mà ta mời đến. Người bớt làm càn đi. Tiếp theo, ông bổ sung thêm một câu, còn nữa, ta đã bảo cách xa tên Hoàng Vũ Thực kia một chút. Hắn ta cũng chẳng phải loại người thiện lương. Nghe xong, sắc mặt Lệ Lệ Á vô cùng khó coi. Hoàng Vũ Thực là anh trai ruột của nàng ta, Bạch Vạn Bang rõ ràng đang đánh vào mặt nàng ta trước mặt mọi người. Còn mặc kệ, nữ nhân mặc áo lông chồn vẫn không chịu bỏ qua, hôm nay cha nhất định phải trừng phạt hai người kia. Bằng không, con tìm mẹ cáo trạng. Bạch Vạn Bang không thèm quan tâm, quay sang dặn dò Bạch Tiểu Nhạc, A Nhạc, người dẫn nó về, trước cấm túc hai ngày. Cha, nữ nhân mặc áo lông chồn mở to mắt, hiển nhiên không thể tin vào được hai lỗ tai của mình, con là con gái ruột của cha không giúp con, lại đi giúp người ngoài. Bạch Vạn Bang lạnh lùng nói, nếu ngươi còn nói thêm câu nào, ta cấm túc ngươi một tháng. Không đợi nữ nhân mặc áo lông chồn kháng nghị, Bạch Tiểu Nhạc đã kéo nàng ta rời đi. Thật ngại quá, gia giáo không nghiêm để mọi người chế giễu. Bạch Vạn Bang đưa mắt nhìn con gái bị đưa đi, lúc này mới mỉm cười chào hỏi những người tham gia hội nghị. Ngoại trừ Hạ Thiên và Dương San, những người có mặt đều không ai dám cười. Lão đầu nhi, ngươi nói vào chuyện chính đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Có chút mất kiên nhẫn, có thời gian lãng phí với ngươi ở đây, chỉ bằng ta tìm một chỗ ngủ khác. Hạ Tiểu Hữu, không cần phải gấp, sắp vào chính đề rồi đây. Bạch Vạn Bang khẽ cười hai tiếng, cũng không nói nhảm câu nào, đi thẳng vào chủ đề, lần này ta mời các vị đến đây chính là muốn cùng với các vị đến tham quan Hồ Thấm Nguyệt 2 đến 3 ngày. Ở đó là điểm du lịch mới, làm sao để nó có thể phát triển, nổi danh khắp cả nước thì còn phải nhờ vào các vị đang ngồi đây. Lúc này, Hàn Nhạc Hân nhìn không được liền hỏi, Bạch Lão tiên sinh, thật ra dựa vào thực lực của tập đoàn Lăng Tiêu các người, muốn tuyên truyền một danh lam thắng cảnh mới hoàn toàn có phương thức hữu hiệu hơn, tại sao lại phải tìm chúng ta chứ? Người tham gia hội nghị cũng có cùng nghi hoặc, nếu tập đoàn Lăng Tiêu muốn mở rộng khu du lịch mới, đúng là sẽ có phương pháp tốt hơn. Cho dù có muốn tìm người cũng có thể tìm những người nổi tiếng hơn. Những người đó chỉ cần đến chụp vài tấm ảnh. Quay vài đoạn video, phối hợp với một số bài viết quảng cáo là có thể nổi tiếng. Đến lúc đó, còn chưa khai trương đã được người ta biết đến rộng rãi rồi. Vấn đề này, chờ mọi người đến Hồ Thấm Nguyệt sẽ có đáp án. Bạch Vạn Bang cũng không trả lời, chỉ làm ra vẻ thần bí, nhân tiện ta muốn nói một câu, các vị đang ngồi ở đây đều là những tinh anh lão phu đã cẩn thận lựa chọn. Chỉ có các người đến Hồ Thấm Nguyệt mới có thể phát huy được hiệu quả lớn nhất. Mặc dù người tham dự hội nghị không rõ lời này là có ý gì, nhưng tất cả đều mỉm cười. Dương San cau mày,
một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng. Nàng thấp giọng hỏi Hạ Thiên, ông xã, tại sao ta lại có cảm giác là lạ? Vợ Tiểu Tiểu Dương, không cần lo lắng, cũng không cần quản nhiều như vậy. Hạ Thiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Dương San, cười nói, ta cũng muốn nhìn xem lão đầu nhi này có thể làm ra được thứ gì. Nếu thú vị, vậy thì bồi ông ta chơi, còn nếu nhàm chán, vậy thì để ông ta chết đi. Bạch Vạn Bang nói một hồi, sau đó mới bắt đầu sắp xếp. Thật ra cũng chẳng có sắp xếp gì đặc biệt, chỉ phát cho mỗi người ở đây một cái phong thư. Đây là tâm ý của ta và tập đoàn Lăng Tiêu gửi cho các vị, mong các vị vui vẻ nhận dùm. Bạch Vạn Bang cười khẽ, nhìn mọi người chung quanh, sau đó nói, ta đã phái người sắp xếp xe, lát nữa sẽ chở mọi người đến Hồ Thấm Nguyệt. Ở đó đã dựng sẵn một sơn trang, khi mọi người đến đó có thể ở lại 2-3 ngày. Đương nhiên, nếu mọi người không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Bây giờ, tất cả mọi người thu dọn một chút, xe đến thì chúng ta đi ngay. Người tham gia hội nghị đều nhìn nhau, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng họp. Hạ Thiên, San San, các người có đi hay không? Hàn Nhạc Hân bu lại, nhẹ giọng hỏi. Dương San nhớ lại lời của Hạ Thiên vừa nãy, đi, đương nhiên là đi rồi. Được, vậy ta cũng đi. Hàn Nhạc Hân gật đầu, đưa ra quyết định, vậy chúng ta về khách sạn thu dọn hành lý. Chúng ta phải ở trong núi 2-3 ngày, mà ở đó thì chắc chắn sẽ lạnh. Dương San đã được tẩy tủy phạt xương, có thể không cần quan tâm đến cái lạnh. Tuy nhiên, mặc mấy bộ quần áo chức nghiệp này mãi nàng cũng cảm thấy khó chịu. Tóm lại nàng vẫn thích làm đẹp mà. Trong lúc bọn họ đang định đứng dậy rời đi, Bạch Vạn Bang bỗng nhiên lên tiếng, Hạ Tiểu Hữu, còn có Dương Tiểu Thư, làm phiền các vị ở lại một chút, lão phu có chuyện quan trọng cần thương lượng với mọi người. Hàn Nhạc Hân sửng sốt, đang định ở lại, nhưng lại bị một cận vệ của Bạch Vạn Bang nhìn với ánh mắt ngươi còn không đi. San San, ta giúp ngươi thu dọn hành lý trước, yên tâm nhé. Trước khi đi, Hàn Nhạc Hân nói với Dương San. Đợi đến khi Hàn Nhạc Hân đi rồi, cận vệ cũng lập tức rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại, còn mình thì đứng canh ngoài cửa. Hạ Tiểu Hữu, ngươi không hiếu kỳ lão phu tìm ngươi thương lượng chuyện gì sao? Bạch Vạn Bang nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nhịn không được liền hỏi. Hạ Thiên nhếch miệng, là ngươi tìm ta thương lượng chứ không phải ta tìm ngươi thương lượng, tại sao ta lại phải hiếu kỳ? Hạ Tiểu Hữu, ngươi quả nhiên không giống người bình thường. Bạch Vạn Bang nghe Hạ Thiên nói, không thể nhịn được cười, biểu hiện tán thưởng, ta biết nội tình của ngươi, cũng có nghe thấy chuyện của ngươi. Mỗi một chuyện đều khiến Bạch Mỗ bội phục không thôi. Lão đầu nhi, ngươi rất thích nói nhảm sao? Hạ Thiên có vẻ không kiên nhẫn nói. Dương San cũng không nhịn được, liền nói, Bạch lão tiên sinh, ngươi muốn làm cái gì thì nói thẳng ra, đừng có thăm dò gì nữa. Ông xã ta không thích như vậy đâu. Bạch Vạn Bang gật đầu, hiển nhiên cũng biết tình huống này, chỉ là không quen người khác nói với ông ta như thế. Dừng khoảng 2-3 giây, Bạch Vạn Bang thành khẩn nói, ta có một vụ làm ăn muốn hợp tác với Hạ Tiểu Hữu, không biết ý của ngươi như thế nào. Ta hoàn toàn không có hứng thú với việc kinh doanh. Hạ Thiên đáp, nếu ngươi muốn hợp tác, ngươi cứ tìm đến tập đoàn Thần Y. Bên đó sẽ có người bàn bạc với ngươi. Bạch Vạn Bang lắc đầu, hợp tác đó không phải là thứ mà lão phu muốn. Dương San liên tưởng đến tao ngộ ở Tuyết Thành, trong lòng cảm thấy hơi căng lên. Lão phu nhìn chúng chính là ngươi, còn có năng lực của ngươi. Bạch Vạn Bang chỉ vào Hạ Thiên, chậm rãi nói, lão phu cũng không vòng vèo nữa. Dù sao tất cả cũng là tu tiên giả, chúng ta cùng một loại người. Hạ Thiên lắc đầu, lão đầu nhi, ngươi quá đề cao mình rồi. Chúng ta không cùng một loại người, bởi vì ngươi không xứng. Ha ha, Bạch Vạn Bang khẽ cười một tiếng, cũng không tức giận. Sau khi uống một ngụm trà, ông nói tiếp, chuyện là như thế này, Hồ Thấm Nguyệt mà chúng ta mới phát hiện thật ra là một linh tuyền. Nhưng Bạch gia muốn độc chiếm, khả năng không lớn. Nhất là phái Tuyết Sơn vẫn luôn nhìn chằm chằm bên cạnh. Tuyết Thành còn có 2 gia tộc khác cũng đang sinh lòng ngấp nghé. Vẫn là nói nhảm, Hạ Thiên khó chịu trả lời. Bạch Vạn Bang do dự 2-3 giây, liền nói thẳng mục đích của mình, lão phu muốn hợp tác với ngươi cùng khai thác Hồ Thấm Nguyệt, chia 3-7, như thế nào? Hạ Thiên dứt khoát từ chối, ta không có hứng thú. Ngươi ngại ít, Bạch Vạn Bang mỉm cười,
ra vẻ rộng lượng, vậy thì chia đôi, bất luận linh khí hay lợi ích khác, tất cả đều dựa theo tỷ lệ này, như thế nào? Vẫn không hứng thú, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Hạ Tiểu Hữu, xem ra ngươi hoàn toàn không có hứng thú đối với thương nghiệp. Bạch Vạn Bang lắc đầu, ý vị thâm trường, chúng ta là tu tiên giả, mỗi ngày tu hành cần bao nhiêu linh khí ngươi hẳn cũng đã nắm chắc. Bây giờ, linh khí trên toàn trái đất đều rất mỏng manh, linh tuyền đã ít lại càng thêm ít. Chỉ một hồ này thôi ngươi cũng đã đủ kiếm lời. Huống chi, với nước hồ thấm nguyệt, còn có dược tài xung quanh, chúng ta có thể luyện chế ra đan dược. Nội điểm này thôi cũng đã là tài phú đếm mãi không hết rồi. Hạ Thiên khinh thường nhìn Bạch Vạn Bang, lão đầu nhi, ngươi nghe không hiểu tiếng người thật sao? Sắc mặt Bạch Vạn Bang cứng đờ, thoáng có chút không dễ coi cho lắm. Tuy nhiên, ông ta vẫn cố nén hỏa khí, thản nhiên nói, Hạ Tiểu Hữu, ngươi không cần phải lo lắng Bạch gia ta sẽ nuốt lời. Có ta ở đây, tuyệt đối không ai dám động đến cái bánh của ngươi đâu. Nhàm chán, Hạ Thiên cảm thấy chẳng có chút ý nghĩa nào cả, nhếch miệng, vợ Tiểu Tiểu Dương, chúng ta đi thôi, ở đây chán quá. Hạ Tiểu Hữu, nếu ngươi có thể giúp lão phu giải quyết phái Tuyết Sơn, cùng lắm thì chia 4-6, ngươi 6. Bạch Vạn Bang thấy Hạ Thiên thật sự không có suy nghĩ gì, ông ta cắn răng đưa ra một quyết định, đây là thành ý lớn nhất lão phu có thể đưa ra. Nếu như ngươi còn không hài lòng, lão phu không còn gì để nói. Hạ Thiên cười nói, vậy thì đừng nói. Nói xong, hắn ôm eo Dương San mở cửa phòng bước ra ngoài, một chút do dự cũng không có. Sắc mặt Bạch Vạn Bang dần dần tái xanh, im lặng không nói. Không bao lâu sau, cận vệ canh cửa chậm rãi bước vào, thấy sắc mặt Bạch Vạn Bang không ổn, hắn ta lạnh lùng nói, gia chủ, nếu không để ta đích thân ra tay giải quyết tên tiểu tử đó. Đừng làm loạn, Bạch Vạn Bang nói, hắn không phải là người mà ngươi có thể đối phó được. Nhưng tiểu tử đó không khỏi quá khoa trương đi, sáu thành mà cũng còn cảm thấy không thỏa mãn, chẳng lẽ hắn còn muốn chia 3-7 hay sao? Gã cận vệ cau mày, nghiến răng nghiến lợi nói, gia chủ, tuyệt đối không thể dung túng kẻ này, tốt nhất nên giải quyết hết. Nếu không, tất sẽ thành họa lớn. Mặt Bạch Vạn Bang vẫn không thay đổi, ai bảo ngươi nói như thế? Không, không có ai cả. Gã cận vệ sửng sốt, lập tức biểu đạt lòng trung thành, ta chỉ cảm thấy bất mãn với thái độ của hắn đối với gia chủ. Kẻ này lòng tham không đáy, lại đả thương không ít người của Bạch gia, đã sớm kết thủ oán. Chúng ta nên phòng hoãn khi nó chưa xảy ra. Thiên Tiếu, mặc dù ngươi chỉ là cháu của ta, lại còn là cận vệ của ta, nhưng ta vẫn coi ngươi như người thân, tương lai chắc chắn sẽ giao phó gánh nặng cho ngươi. Bạch Vạn Bang ra hiệu gã bảo tiêu ngồi trước mặt ông, cho nên, ngươi đừng bị người khác ảnh hưởng. Ngoại trừ ta, ngươi không cần cân nhắc bất cứ ý kiến của người nào, hiểu chưa? Ta hiểu rồi, gã cận vệ gật đầu nhưng một giây sau lại nói, thế nhưng Hạ Thiên kia. Bạch Vạn Bang không lên tiếng, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn ta. Gia chủ, là ta sai rồi. Gã cận vệ lập tức im lặng, đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, chán không khỏi đổ mồ hôi, nửa ngày sau cũng không dám nhiều lời. Chấm. Hạ Thiên ôm Dương San về lại khách sạn. Điều kỳ lạ là, Hàn Nhạc Hân không có ở trong phòng, quần áo chồng chất trên giường, một nửa đã xếp xong, một nửa còn lại rất lộn xộn. Hân Hân, Nhạc Nhạc, Hàn Nhạc Hân. Dương San nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng Hàn Nhạc Hân đâu, còn tưởng rằng nàng đi vệ sinh. Kết quả gọi mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời. Dương San bước vào phòng vệ sinh kiểm tra, cũng không thấy Hàn Nhạc Hân đâu, lại tìm khắp các nơi trong phòng cũng không thấy. Ông xã, dường như không thấy nàng ấy đâu nhỉ? Dương San lo lắng nói. Hạ Thiên nói, không phải dường như mà là không thấy thật. Để ta ra ngoài tìm thử xem. Thuận tiện tìm người hỏi thăm một chút. Dương San cảm thấy có chút không ổn. Vợ Tiểu Tiểu Dương, không cần tìm, nàng ấy nhất định bị người ta bắt đi rồi. Hạ Thiên nói. Dương San đương nhiên tin tưởng phán đoán của Hạ Thiên, ông xã, vậy chàng đi tìm thử xem là ai làm. Nàng cảm thấy sẽ là ai? Hạ Thiên cười hỏi. Dương San nghe xong, trong đầu lập tức nghĩ đến một người, Lệ Lệ Á, không phải là nàng ta chứ? Nhưng nàng ta bắt cóc Hân Hân để làm gì? Ai biết được kẻ ngu suy nghĩ những gì? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái,
mặc dù dung mạo nàng ta hơi xấu nhưng dù sao cũng đỡ hơn ai kia một chút. Nói không chừng bị bắt đi đổi mặt. Đổi mặt, Dương San lấy làm kinh hãi, không được, ta phải đi cứu nàng ấy. Hân Hân nói như thế nào cũng là bạn thân của ta. Ta lại là người dẫn nàng ấy đến đây, nàng ấy tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Hạ Thiên tùy ý nói, vậy thì đi cứu chứ sao? Nhưng chúng ta không có chứng cứ chứng minh Lệ Lệ Á bắt người. Dương San hơi do dự nói. Hạ Thiên nói, chúng ta không phải cảnh sát, chứng cứ gì chứ, cứ trực tiếp đến cứu người về không được sao? Dương San thầm nghĩ, cũng đúng, chúng ta đi thôi. Dương San lập tức ra khỏi phòng, nổi giận đùng đùng đến phòng của Lệ Lệ Á. Không biết bởi vì chột dạ hay là bản thân Lệ Lệ Á rất chú trọng an toàn, ngoài cửa phòng có hai bảo an đang đứng. Nhìn thấy Dương San xông đến, hai bảo an lập tức đưa tay đặt bên hông, lạnh giọng quát hỏi, dừng lại, ngươi là ai? Dương San lười lãng phí thời gian trên người những người này. Nàng vọt thẳng đến, chặt cổ tay vào từng người, đánh cho bọn họ choáng váng. Nàng đẩy cửa, phát hiện bên trong khóa trái. Bành! Dương San cũng không chậm trễ, dùng sức đạp một cái đạp bay cửa phòng. Người trong phòng hiển nhiên bị một cước này của Dương San dọa cho nhảy dựng. Họ Dương kia, ngươi chán sống rồi sao, dám đạp cửa phòng ta. Lệ Lệ Á nhảy dựng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Dương San, hôm nay, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, ngươi có tin ta sẽ chôn ngươi trên núi tuyết hay không? Dương San lạnh giọng hỏi, bạn của ta đâu? Con mẹ nó làm sao ta biết? Sắc mặt Lệ Lệ Á cứng đờ, cười lạnh nói, đó là bạn của ngươi. Cũng chẳng phải bạn của ta. Làm sao, không thấy nàng ta à? Đáng đời, quen biết loại bạn như ngươi, không chết cũng lạ. Dương San cố nén hỏa khí trong lòng, ta hỏi một lần cuối, bạn của ta đâu? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lệ Lệ Á đương nhiên không coi sự tức giận của Dương San ra gì, ngược lại còn châm chọc, khiêu khích, còn nữa, bạn của ngươi đi đâu liên quan gì đến ta? Bây giờ ta còn phải tẩy trang. Lát nữa còn phải đến Hồ Thấm Nguyệt, không có thời gian lãng phí với ngươi đâu, mời ngươi lập tức đi ngay. Nếu ngươi đã giả ngu, vậy thì đừng trách ta. Dương San cũng đoán được nữ nhân này chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nàng cũng không thể lãng phí thời gian. Chậm một phút, Hàn Nhạc Hân sẽ nguy hiểm hơn một chút. Ngươi muốn thế nào, ngươi có thể thế nào? Lệ Lệ Á cười lạnh, khinh thường nhìn Dương San. Dương San cũng không do dự. Bước hai ba bước vỏ đến trước mặt Lệ Lệ Á, dùng tay muốn nắm lấy vai của nàng ta. Hừ, lông mày Lệ Lệ Á cau lại, gương mặt càng thêm khinh thường, thân hình như xuyên hoa hồ điệp, phiêu nhiên khẽ động, thối lui đến mấy mét, cười lạnh nói, ngươi quả nhiên không tầm thường nhưng ta so với ngươi càng không tầm thường hơn. Cái gì không tầm thường hay không, ta chỉ muốn biết bạn của ta ở đâu. Dương San lãnh đạm nói. Lệ Lệ Á cười khẽ. Sau đó nói, ta làm sao biết nàng ta ở đâu, ngươi tìm nhầm người rồi. Không, nhất định là ngươi đã bắt nàng ấy. Dương San tin vào trực giác của mình. Ngươi có chứng cứ sao? Lệ Lệ Á không khỏi cười nhạo hỏi ngược lại. Dương San thản nhiên nói, ông xã ta nói đúng, ta không phải cảnh sát, ta không cần chứng cứ. Chỉ cần bắt ngươi, tất nhiên có thể ép hỏi nơi ngươi giấu bạn của ta. Sóng giạc, sắc mặt Lệ Lệ Á lạnh lại. Ta không ngại nói cho ngươi biết, Hàn Nhạc Hân đúng là ta bắt đấy, ngươi có thể làm gì được ta? Dương San bình thản nói, bây giờ ngươi thả bạn của ta ra, ta có thể không truy cứu ngươi, cũng xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lệ Lệ Á nghe xong, chẳng những không cảm kích, ngược lại còn nổi bão, nếu không phải ngươi dựa vào quan hệ với Bạch Vạn Bang, người bị bắt chính là ngươi. Ban đầu, ta cũng định tha cho ngươi một mạng. Ai biết được ngươi lại tìm đến cửa, vậy cũng đừng trách ta. Hôm nay, ngươi đừng hòng đi đâu. Khóe mắt Dương San thoáng nhìn, phát hiện trong phòng đột nhiên xuất hiện mấy người mặc áo trắng che mặt. Lục Suất Tuyết Vệ, các ngươi mau bao vây nữ nhân này cho ta. Lệ Lệ Á cười lạnh, ra lệnh cho đám người áo trắng. Sáu người áo trắng lóe lên, lập tức chiếm sáu phương vị, bao vây Dương San ở chính giữa. Keng! Tiếp theo! Sáu người áo trắng rút trường kiếm ở eo, nhắm ngay Dương San. Kiếm trắng như tuyết, dài ước chừng hơn ba trượng, cả người toát ra hàn khí lạnh thấu xương. Dương San, người đã tự chui đầu vào lưới,
vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Lệ Lệ Á đứng thẳng người, bày ra tư thái của người thắng, cười nói, tuy nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh của ta. Chờ dung nhan của ta ổn định, ta có thể tha cho cái mạng chó của ngươi. Dương San cau mày, lạnh lùng nói, ta là người, mạng của ngươi mới là mạng chó. Không biết điều, vậy thì đi chết đi. Ánh mắt Lệ Lệ Á lướt qua một tia ngoan lệ, tuy nhiên, trước khi ngươi tắt thở, ta sẽ lột mặt của ngươi, lấy hết linh khí sinh cơ của ngươi, để ngươi hưởng thụ cái gì gọi là đau đớn vô tận. Dương San cũng không phản ứng Lệ Lệ Á, cảm giác đám người áo trắng kia, nhưng cũng không phát hiện khí tức ba động trên người họ, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trước phế tứ chi của nàng ta, Lệ Lệ Á thấy Dương San khinh thường mình như vậy, nộ khí tiêu thăng. Sáu tuyết vệ nghe được âm thanh, lập tức có hành động. Sáu thanh trường kiếm có cùng lực đạo và tốc độ đâm về phía Dương San. Bù! Trường kiếm phá không, vang lên một tiếng rít chói tai. Dương San ôm suy nghĩ lấy tính chế động, chờ sáu người này động, nhìn chuẩn một sơ hở. Thân hình nàng lóe lên một cái, thoát khỏi sự bao vây của sáu người áo trắng, đến trước mặt Lệ Lệ Á, một cước đạp bay. Sao? Lệ Lệ Á giật mình, chỉ có thể đưa hai tay ngăn trước người, miễn cưỡng ăn một cước của Dương San. Bành! Chỉ thấy một bóng người bay rớt ra ngoài, bổ nhào mấy cái giữa không trung, tan mất hơn phần nửa sức mạnh, sau đó đâm vào vách tường tạo thành một cái hố. Các ngươi đều là thùng cơm sao? Lệ Lệ Á không bị trọng thương, mặt cũng không bị phá nhưng lửa giận trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm, thiếu chút nữa để tiện nhân ngươi làm thương tổn ta. Nếu mặt của ta bị chảy xước dù chỉ một chút, các ngươi chết hết cho ta. Sáu tuyết vệ liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên đổi đấu pháp, động tác cũng không duy trì theo nhịp mà xen vào nhau một cách tinh tế. Không thể không nói, sáu người này xác thực được xem là cao thủ kiếm thuật, rất đáng sợ. Lúc này, khuyết điểm của Dương San lập tức lộ ra. Dù sao nàng cũng chưa từng học võ, trước đó cũng chỉ nhờ vào cơ thể nhẹ nhàng và tốc độ phản ứng cực nhanh mới có thể ứng phó. Đối phó với cao thủ hoàn toàn dư xài. Nhưng sáu tuyết vệ trước mặt rõ ràng đã tập kiếm thuật từ nhỏ, phối hợp ăn ý với nhau thì không nói, hơn nữa còn có thể phát huy uy lực kiếm chiêu tăng gấp bội. Ha ha, để ta xem ngươi có thể trốn đến lúc nào. Lệ Lệ Á nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng sảng khoái không thôi, hét lớn, các ngươi trước phế tứ chi nàng ta, chú ý đừng làm tổn thương mặt, đó là vật của ta. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên, thôi đừng chém gió nữa. Mặt của vợ Tiểu Tiểu Dương là của nàng ấy, cũng là của ta, chẳng có liên quan gì đến ngươi. Ngươi, Lệ Lệ Á nghe được âm thanh này, không khỏi cả kinh. Tiếp theo, nàng ta phát hiện Hạ Thiên đang đứng bên cạnh nàng ta, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi vào từ lúc nào? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta vẫn luôn đứng ở đây, chỉ là mắt các ngươi bị mù nên không thấy mà thôi. Bớt giả thần giả quỷ ở đây đi. Lệ Lệ Á lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Chờ ta thu thập Dương San xong, sẽ đến lượt ngươi. Hạ Thiên cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Sáu người kia không phải đối thủ của vợ Tiểu Tiểu Dương, rất nhanh sẽ bị vợ Tiểu Tiểu Dương phản sát thôi. Ha ha, Lệ Lệ Á cảm thấy lời của Hạ Thiên rất là buồn cười, ngươi nhìn Dương San loạn tay loạn chân kìa, sắp bị bắt đến nơi mà còn muốn phản sát. Đúng là nằm mơ. Người nằm mơ là ngươi đấy. Hạ Thiên lắc đầu, khinh thường nói, ngươi đánh chủ ý vào mặt vợ của ta, đúng là không biết sống chết. Lệ Lệ Á tức giận chừng Hạ Thiên một chút, ta sẽ giết chết ngươi trước. Nói xong, nàng ta rút một cái dùi nhọn dài bằng đầu ngón tay, đâm thẳng vào tim Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng im không nhúc nhích, mặc cho nàng ta đâm. Mũi nhọn thấu thể mà vào. Ha ha ha, ngươi chẳng qua cũng chỉ bấy nhiêu. Lệ Lệ Á nhìn thấy, đầu tiên là sững người, sau đó cười ha hả, ta còn tưởng ngươi là nhân vật lợi hại gì nữa chứ, thì ra chỉ có vẻ bề ngoài. Dương San nghe được âm thanh bên này, không khỏi nôn nóng lên. Mặc dù nàng biết Hạ Thiên sẽ không có chuyện gì nhưng nghe nữ nhân kia chào phúng Hạ Thiên, trong lòng nàng vẫn không vui. Lúc này, nàng đã dần thích ứng với kiếm chiêu của sáu người kia. Các ngươi không còn chiêu thức nào khác sao? Dương San lạnh nhạt hỏi. Sáu người kia hiển nhiên cũng có ngạo khí, nghe được Dương San nói, không khỏi tức giận, kiếm chiêu trong nháy mắt càng trở nên mạnh hơn,
kỳ lạ hơn. Dương San nhìn thấy 6 người kia sao động, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nếu bọn họ vẫn luôn duy trì phối hợp như thế, nàng quả thật không cách nào phá cục. Bây giờ, tâm trạng bọn họ đã loạn, sự ăn ý cũng xuất hiện sơ hở. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt nhưng cũng đã đủ rồi. Dương San bắt lấy thời cơ vừa lóe lên rồi biến mất kia, dùng tay vạch một cái, đâm tới 6 thanh kiếm. A! 6 người áo trắng giật mình, muốn biến chiêu thì đã muộn. Dương San, ngươi đừng chống cự nữa. Nam nhân của ngươi đã bị ta đâm chết. Lệ Lệ Á thấy Dương San sắp phản sát, lập tức cất tiếng cười to. Hạ Thiên cười nhạo, ngươi nhìn xem ai mới là người bị đâm chết. Tại sao ngươi chưa chết? Lệ Lệ Á sửng sốt, sau đó cảm thấy không thích hợp, vội cúi đầu kiểm tra. Thanh nhọn kia đã đâm vào ngực của nàng ta cái gì? Phốc! Lệ Lệ Á bỗng dưng há miệng phun ra một ngụm máu, cả người lung lay, ánh mắt tràn ngập sự khó tin, không thể nào. Mau giết hắn cho ta. 6 người áo trắng kinh ngạc không thôi, lập tức bỏ Dương San quay sang đâm Hạ Thiên. Bành, bành, bành. Hạ Thiên khinh thường nhìn 6 người này, bay thẳng một cước đạp bay cả 6 người ra ngoài. 6 người áo trắng cuốn thành một đoàn, kiếm trong tay bị Hạ Thiên tiện tay vặn thành một cục, ném ra ngoài như ném sắt vụn. Một đám ngớ ngẩn, Hạ Thiên nói. Ta không thể chết, ta sẽ không chết, ta. Lệ Lệ Á rốt cuộc chống đỡ không nổi, ngã ầm xuống đất, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm như cũ. Dương San chậm rãi bước đến trước mặt nàng ta, lạnh giọng hỏi, bạn của ta đâu? Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lệ Lệ Á ôm ngực, miệng không ngừng tuôn máu, đưa tay muốn tóm lấy Dương San, người cứu, cứu ta sẽ nói cho người biết. Hạ Thiên lười biếng nói, vậy thì ngươi đi chết đi. Ngươi không nói, bây giờ ngươi sẽ chết. Dương San bình tĩnh nói, nhưng nếu ngươi nói, ta có thể để ngươi sống thêm được một lát. Về phần ngươi có thể sống sót hay không phải xem chính thời vận của ngươi. Lệ Lệ Á không do dự, nói thẳng, ta bảo anh trai của ta đưa nữ nhân kia đến Hồ Thấm Nguyệt. Bây giờ các ngươi đuổi theo vẫn còn kịp. Biết rồi, Dương San gật đầu, nhìn thấy thảm trạng của Lệ Lệ Á, nàng nhịn không được liền khuyên, thích cái đẹp thì ai cũng có. Nhưng ngươi thật quá đáng. Cái gì không thuộc về ngươi thì nó sẽ không thuộc về ngươi. Ngươi nhất định phải dùng những thủ đoạn thương thiên hại lý cưỡng đoạt, cuối cùng cũng chỉ báo ứng lên người mà thôi. Thần thái trong mắt Lệ Lệ Á dần dần nhạt đi, cũng không biết có nghe thấy hay không. Ông xã, chúng ta đi thôi. Dương San lắc đầu, nhìn cũng chẳng muốn nhìn thêm một lát. Khoan đã. Lúc này... có người xông vào giận dữ hét lên với Dương San và Hạ Thiên. Giết người của ta rồi còn muốn bỏ đi sao? Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Tất cả đứng lại cho ta. Ai đụng đến ta, ta giết chết người đó. Một nam nhân trung niên dáng người to mỏng chậm rãi bước đến, đằng sau là một số vệ sĩ áo trắng thân hình cao lớn cùng với hai lão giả mặc áo bào trắng. Thiên Hùng, cứu, cứu ta, mau cứu ta. Lệ Lệ Á còn chưa tắt thở nhìn thấy người đến, hai mắt tỏa sáng, khàn giọng kêu lên. Nam nhân to mọng nhìn Lệ Lệ Á, không khỏi tức giận, hung hăng trừng mắt với Hạ Thiên và Dương San, các ngươi quá độc ác, lại nặng tay với một nữ nhân mỹ lệ như thế. Tên mập chết bầm kia, não ngươi nhất định có bệnh nặng rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, một đao kia là do nàng ta tự đâm, liên quan gì đến ta? Nam nhân to mọng giống như nghe được câu chuyện cười. Lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy không khỏi buồn cười lắm sao? Nói xong, ông ta quay sang dặn dò hai lão giả, Phong lão, Tuyết lão, các ngươi đi cứu Tiểu Á đi. Hai lão giả tuân lệnh, hai ba bước đến trước người Lệ Lệ Á. Lão giả râu tóc bạc trắng lấy ra một cái bao da, nhẹ nhàng trải rộng trên mặt đất, bên trong cắm đầy ngân châm đủ mọi hình dáng. Người này không nói hai lời rút ra hai cây. Nhẹ nhàng đâm vào đại huyệt gần tim Lệ Lệ Á. Không bao lâu sau, cây dùi nhọn tự mình rơi ra, vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Lão giả râu đen còn lại lấy hai bình thuốc màu xanh, đổ ra hai viên thuốc một đen một trắng bỏ vào trong miệng Lệ Lệ Á. Lệ Lệ Á nuốt hai viên thuốc, một lát sau, sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang hồng nhuận. Không cứu được đâu, tâm mạch nữ nhân này đã bị đoạn. Ngoại trừ ta. Không ai cứu được nàng ta đâu. Hạ Thiên nhìn hai lão đầu nhi bận rộn cứu chữa,
không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Hai lão giả kia không thèm để ý đến Hạ Thiên, vẫn cố gắng như cũ. Ngươi thì tính là gì? Ngươi cũng xứng khoa chân múa tay với hai đại danh y Tuyết Thành chúng ta sao? Nam nhân to mỏng khinh thường nhìn Hạ Thiên, còn nữa, ngươi không có tư cách nói chuyện trước mặt ta. Ta bảo ngươi lên tiếng ngươi mới được lên tiếng, hiểu chưa? Ngớ ngẩn, Hạ Thiên ngáp một cái. Dương San cũng cảm thấy hình như người này bị bệnh tâm thần, liền nói với Hạ Thiên, ông xã, không cần để ý đến ông ta, chúng ta đi thôi, còn phải cứu Hân Hân nữa. Trong lúc hai người đang định ra khỏi phòng, bọn họ nhìn thấy một tráng hán cao hơn 2 mét làn da màu đồng cổ đang hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ. Ta để các ngươi đi sao? Nam nhân to mọng cười lạnh, bây giờ, nơi này do ta quyết định. Các ngươi đã thương tiểu á mà còn muốn bỏ đi, còn có chuyện tốt như vậy sao? Đừng, đừng để bọn chúng chạy thoát. Lệ Lệ Á được hai lão giả trị liệu, dường như đã tốt hơn. Nàng ta chậm rãi đứng dậy, hét lớn, tiểu tử kia chính là Hạ Thiên, nữ nhân kia tên Dương San, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn chúng. Bằng không, bọn chúng sẽ làm hỏng đại sự của chúng ta. Nam nhân to mọng nhướng mắt, lúc này mới nhìn thẳng Hạ Thiên, có chút khinh miệt, ồ, người chính là Hạ Thiên. Nhìn ngươi cũng đâu có ba đầu sáu tay, vì sao luôn có người nói ngươi là thần y, còn nói y thuật của ngươi chẳng những có thể khiến con người ta khởi tử hồi sinh mà còn có thể trường sinh bất lão. Không cần người khác nói khoác, đây đều là sự thật. Hạ Thiên hờ hững nói, cải tử hồi sinh là cái gì chứ? Đối với ta mà nói, đây chỉ là thao tác cơ bản nhất. Trường sinh bất lão cũng có thể làm được, nhưng ngoại trừ nữ nhân của ta, còn có ba vị sư phụ, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão giả tóc trắng nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi vuốt râu mỉm cười, ha ha, tiểu hòa tử, khẩu khí không nhỏ nhỉ. Khởi tử hồi sinh chỉ là thao tác cơ bản, còn có thể giúp người ta trường sinh bất lão. Ngươi không phải thần y, ngươi chính là thần côn. Ánh mắt lão giả râu đen lộ vẻ khinh bỉ, có chút giễu cợt, lỗ mãng, nóng nảy, không biết mùi vị. Hạ Thiên nói, hai lão bạch si các ngươi nhìn qua chính là lăng băm, đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Đúng là buồn cười, lão giả tóc trắng giận dữ, chỉ tay vào Hạ Thiên mà quát, lão phu hành nghề y ở Tuyết Thành hơn 50 năm, đã cứu hàng ngàn hàng vạn người. Ngươi là cái thá gì mà cũng dám mắng ta là lăng băm. Cứu người, Hạ Thiên cười nhạo, ta thấy ngươi chính là loại người lừa đảo, lừa những người bên ngoài không ít tiền. Lão giả tóc trắng bị lời nói của Hạ Thiên làm cho tức giận thiếu chút nữa chảy máu não, làm càn. Phong huynh, không cần so đo với loại hoàng khẩu tiểu nhi này. Lão giả râu đen bình tĩnh hơn rất nhiều, mắt lạnh nhìn Hạ Thiên, ta mặc kệ ngươi giả thần giả quỷ bên ngoài như thế nào. Tóm lại, nếu đã ở Tuyết Thành, tốt nhất ngươi nên thu liễm lại. Nếu không, đừng trách chúng ta thay dân trừ hại, để ngươi chết không có chỗ chôn. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cảm thấy chẳng có gì hay, đám người ngu ngốc trên thế giới đúng là nhiều. Hai người các ngươi cũng chẳng còn sống được mấy ngày, còn vất vả chi nữa, về nhà an hưởng tuổi già không phải thơm hơn sao? Ngươi, lão giả râu đen tức giận đến toàn thân phát run. Đúng là miệng lưỡi bén nhọn, nam nhân to mọng cười khẽ, khoát tay với hai người kia, Phong lão, Tuyết lão, hai người đức cao vọng trọng, cần chi phải tức giận với loại người này. Dù sao hắn cũng sống không được bao lâu. Lệ Lệ Á nhìn không được la lớn với nam nhân to mọng, Thiên Hùng, ngươi còn nói lời vô dụng với hắn làm gì, cứ giết chết bọn chúng, sau đó đến hồ thấm nguyệt. Chúng ta còn có chuyện lớn cần làm. Không vội, nam nhân to mọng giống như đã tính trước, tùy ý khoát tay, ta còn muốn tiếp tục trò chuyện với vị hạ thần y kia. Hạ Thiên khó chịu nói, ta không có hứng thú nói nhảm với con lợn béo đáng chết. Vợ tiểu tiểu Dương, chúng ta đi thôi. Dương San gật đầu, muốn rời đi cùng với Hạ Thiên. Đạt La Trà, bắt bọn họ lại cho ta. Nam nhân to mọng cười lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh với tráng hán ngoài cửa. Tráng hán làn da màu đồng cổ đứng ngoài cửa há miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, đôi bàn tay to như cái quạt hương bổ chộp vào Hạ Thiên và Dương San, đáng tiếc là không bắt được. Biến đi, tâm trạng Dương San bây giờ đã khác với trước đó. Nghiêm túc quát lớn một tiếng. Tráng hán cảm giác màng nhĩ tê dần, lại càng thêm cuồng nộ, hai tay nắm chặt đập tới đầu Dương San. Bành! Một quyền đập xuống đất giống như chiếc búa nặng ngàn cân,
tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Cũng may, Dương San đã sớm nhảy ra chỗ khác. Bằng không, chắc chắn sẽ bị nện thành bánh thịt ngay tại chỗ. Đạt La Trà, đừng thô bạo với nữ nhân như vậy, ôn nhu một chút đi. Nam nhân to mọng nhìn rõ dung mạo của Dương San, không khỏi nổi lên tâm tư khác, tốt nhất lưu lại một mạng cho nàng ta còn có chỗ để dùng. Ngươi đang tính chuyện gì thế? Lệ Lệ Á tức giận trừng mắt nhìn nam nhân to mọng, lạnh lùng nói, Bạch Thiên Hùng, chuyện ngươi có vợ, ta đã không so đo. Nhưng nếu ngươi còn muốn thu nữ nhân khác, ngươi đừng trách ta cắt nghiệt dễ của ngươi. Nam nhân to mọng cười khẽ, Tiểu Á, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Làm sao ta có thể là loại người đó chứ? Ta chỉ cảm thấy mặt nữ nhân này không tệ, nói không chừng còn có thể tẩm bổ cho ngươi. Cái này còn tạm được, Lệ Lệ Á yên tâm hơn một chút, sắc mặt thoáng dễ nhìn hơn. Ông xã, đỉnh đầu người này giống như đã bị đâm kim châm. Dương San nhẹ giọng nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên biết Dương San nói vậy là có ý gì, khổ người lớn, ngược lại có thể thu làm tiểu đệ. Mang hắn ta đi đường hẳn sẽ thú vị lắm. Hạ Thiên, ngươi quá cuồng rồi. Nam nhân to mọng nghe Hạ Thiên nói, nhịn không được bật cười, ngươi sẽ không cho rằng mình có thể đánh thắng Đạt La Trà chứ. Hắn là quái dã nhân ta tìm được từ chỗ sâu trong núi tuyết, trải qua 10 năm huấn luyện, bây giờ hắn ta chính là một cỗ máy giết người vô tình, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Như vậy là càng thú vị, Hạ Thiên cười nói. Hừ, nam nhân to mọng thấy Hạ Thiên không hề có ý sợ hãi, liền tức giận ra lệnh, Đạt La Trà, ngươi còn lề mề làm gì, mau đập hai người bọn họ thành bánh thịt cho ta. Tráng hán làn da màu đồng cổ bởi vì hai lần liên tiếp không đụng được vào người Hạ Thiên và Dương San, đã rơi vào trạng thái cuồng bạo, bắt đầu nện loạn hai người. Vợ tiểu tiểu Dương, không cần nàng ra tay. Hạ Thiên xác thực đã hào hứng, phút chốc lóe lên, nhảy lên lưng tráng hán, quả nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu của hắn ta có 9 kim châm, châm pháp này có điểm giống với cực âm định hồn châm. Đáng tiếc quá thô giáp, đoán chừng chỉ phát huy được 2 thành uy lực. Lão giả tóc trắng nghe Hạ Thiên nói, không khỏi biến sắc, ngươi, tại sao ngươi lại biết châm pháp của ta? Châm pháp rách nát này thì có gì mà không biết? Hạ Thiên nhếch miệng, đại sư phụ của ta đã từng nói, người sử dụng loại châm pháp này trên cơ bản một người tính một người, toàn là đám cặn bã. Bọn họ gặp một nhóm người, sau đó bị giết hơn phân nửa. Đáng tiếc, vẫn còn 2 người trốn thoát. Ngươi nói cái gì? Lão giả tóc trắng giận dữ hỏi. Lão giả râu đen ngược lại bắt được chỗ mấu chốt, lạnh giọng hỏi, đại sư phụ của ngươi là ai? Đại sư phụ của ta tên Trương Minh Đà, các ngươi hẳn đã nghe nói qua. Hạ Thiên cười nói, là tặc tử đó sao? Lão giả râu đen tức giận nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng chửi bới, tốt, cực kỳ tốt, nếu ngươi đã là đồ đệ của hắn ta, hôm nay ta không mở ngực mổ bụng ngươi, khoét nát lục phủ ngũ tạng ngươi, chúng ta sẽ khó mà tiêu được mối hận trong lòng. Đạt La Trà, bắt hắn lại cho ta muốn đích thân xử lý hắn. Lão giả râu đen quát lớn với tráng hán. Nhưng tráng hán vẫn đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lão giả tóc trắng biến sắc, chỉ là một dã nhân, lại còn dám làm trái mệnh lệnh của chúng ta, người muốn chết đúng không? Ánh mắt tráng hán lộ ra vẻ hoảng hốt, nhưng cơ thể không động đậy được. Đừng gọi nữa, hắn ta sẽ không nghe lời các ngươi đâu. Hạ Thiên nói. Không biết từ khi nào hắn đã rút 9 cây kim châm trên đỉnh đầu tráng hán ra. Lão giả tóc trắng nhìn thấy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, người có thể lấy ra được kim châm. Kim châm rút ra, tên dã nhân chết chắc, lão giả râu đen lắc đầu nói. Nam nhân to mọng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, dã nhân như thế trăm năm khó gặp, đúng là có chút đáng tiếc. Ai nói hắn ta sẽ chết? Hạ Thiên cười nói, hắn ta chẳng những không chết. Hơn nữa còn nện chết từng người các ngươi. Lão giả râu đen cười lạnh, không có định hồn châm của chúng ta, hắn ta chắc chắn sẽ phải chết. Y thuật chi đạo, ngươi thì biết cái gì? Lão giả tóc trắng cũng giễu cợt, ngay cả sư phụ Trương Minh Đà của ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Lệ Lệ Á không nhìn được liền nói, cái gì hạ thần y cầu thí, chút y thuật đó của ngươi ngay cả liếm đế giày cho nhị lão cũng không, hả? Nàng ta còn chưa nói hết. Bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã ẩm xuống đất. Biến cố phát sinh. Nam nhân to mọng giật mình, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.
Hai lão giả kia cũng nhìn nhau, cũng không biết tình huống của Lệ Lệ Á như thế nào. Ông xã, nàng ta bị sao vậy? Dương San cũng không hiểu được rốt cuộc nữ nhân kia bị cái gì. Hạ Thiên cười nói, không có gì, chỉ là chết mà thôi. Chết, Dương San sửng sốt, vừa rồi rõ ràng Lệ Lệ Á đã được trị liệu, biểu hiện sinh long hoạt hổ, tại sao đột nhiên lại chết? Lão giả tóc trắng nghe Hạ Thiên nói, không khỏi quát mắng, đánh rắm. Trải qua châm pháp của ta điều trị, thương thế ngay tim của nàng ta đã tốt, tại sao lại chết? Không sai, ta cho nàng ta uống hai viên thần đan kéo dài tính mạng, bất luận như thế nào, nàng ta cũng không thể nào chết được. Lão giả râu đen quát Hạ Thiên. Hạ Thiên lười so đo với hai tên lang băm này, ta đã nói rồi, ngoại trừ ta, ai cũng không trị được cho nàng ta. Hai lão giả phế vật các ngươi lại càng không thể nào. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lão giả tóc trắng tức sùi bọt mép, làm bộ muốn phóng đến Hạ Thiên. Nam nhân to mọng lấy lại tinh thần, kéo lão giả tóc trắng lại, lạnh giọng nhắc nhở, Phong lão, ngươi không nên tức giận, trước cứu Tiểu Á. Nàng ta không thể chết, ít nhất không thể chết bây giờ. Lão giả tóc trắng cảm nhận được sự bức thiết trong giọng nói của nam nhân to mọng, đành phải cố nén lửa giận trong lòng, đến trước người Lệ Lệ Á, nhìn cũng không thèm nhìn bắt đầu thi châm. Thật kỳ lạ. Lão giả râu đen cũng kiểm tra cơ thể Lệ Lệ Á, phát hiện thương thế ngay tim rõ ràng đã khép lại, theo lý nàng ta không thể chết mới đúng chứ. Hạ Thiên nói, đừng lãng phí thời gian nữa. Ta nói nàng ta chết rồi thì nàng ta chết rồi. Là người, nhất định là người đã âm thầm động tay động chân. Lão giả tóc trắng đứng lên chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, ngươi và tên sư phụ của ngươi không thích y thuật người khác mạnh hơn mình, do đó lúc nào cũng cản trở. Không hại chết nhân tài thì không cam tâm. Dương San cười lạnh, miệng lưỡi của ngươi lợi hại đấy, nếu y thuật của ngươi cũng lợi hại như vậy, nàng ta đích thật sẽ không chết. Làm càn, lão giả râu đen từ bỏ cứu Lệ Lệ Á. Điều cần thiết bây giờ của ông ta là tìm một con dê thế tội, chính các ngươi, trước giết chết Lệ Lệ Á, còn âm thầm dở trò quỷ, muốn hủy hoại thanh danh của hai người chúng ta, đơn giản. Đừng đơn giản nữa. Hạ Thiên mỉm cười, có thời gian nói mấy thứ này, các ngươi nên suy nghĩ làm thế nào để sống sót đi. Lão giả tóc trắng sững sờ, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết chúng ta? Lão giả râu đen khinh thường nói, năm đó, Trương Minh Đà còn chưa làm được chuyện này, chỉ dựa vào một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch như ngươi còn có thể làm được sao? Hạ Thiên nói, ta chẳng hứng thú giết các ngươi, cho dù muốn giết cũng không cần ta ra tay. Lão giả tóc trắng quay sang nhìn Dương San, ha ha, người đừng nói nữ nhân này sẽ giết được chúng ta nhé. Vợ tiểu tiểu Dương đương nhiên cũng sẽ không ra tay, các ngươi còn chưa xứng. Hạ Thiên cười nói. Lão giả râu đen cảm thấy Hạ Thiên đang đùa bỡn bọn họ, liền tức giận chửi ầm lên, con mẹ nó, vậy ngươi có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Hạ Thiên đưa tay chỉ tráng hán cao 2 mét có làn da màu đồng. Cười nói kim châm trên đầu hắn ta đã được lấy ra. Mấy năm qua, các ngươi ngược đãi hắn ta không ít. Bây giờ, hắn ta đang suy nghĩ nên cảm ơn sự chiếu cố của các ngươi như thế nào. Hai lão giả giật mình, tráng hán không biết từ lúc nào đã khôi phục sự thanh tỉnh, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hung hăng nhìn hai người, chậm rãi bước đến. Đạt La Trà, người đừng có làm loạn. Nam nhân to mọng phát hiện sự dị thường của tráng hán, lập tức ra lệnh. Ta là chủ nhân của ngươi, ta ra lệnh cho ngươi lập tức dừng lại. Tráng hán hoàn toàn không để ý đến, nhìn cũng không thèm nhìn nam nhân to mọng, bước chân vẫn tiến về phía hai lão giả kia. Nam nhân to mọng thấy mình không được để ý đến, không khỏi cười to, tiến lên ngăn cản tráng hán, ta bảo ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao. Tráng hán há to miệng, ai oán một hồi lâu mới phun ra được một chữ cút. Ta là chủ nhân của ngươi. Chính ta là người đã đem ngươi ra khỏi chỗ sâu trong núi tuyết. Gương mặt nam nhân to mọng không thể tin nổi, ngươi có biết ta đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền lên người ngươi không? Cho ngươi ăn bao nhiêu đan dược, dùng bao nhiêu linh khí hay không? Bây giờ ngươi bất kính với ta như vậy, quả thật đại nghịch bất đạo. Ngươi còn dám chống lại mệnh lệnh của ta, ngươi đừng trách ta hủy diệt ngươi. Tráng hán cho nam nhân to mọng một chưởng, một chút do dự cũng không. Bành! Nam nhân to mọng cảm giác giống như bị một xe tải đang chạy với tốc độ cao đụng trúng, ngũ tạng lục phủ bị chấn bể, cả người bay rớt ra ngoài.
Nếu không phải ngoài cửa có một số vệ sĩ áo trắng cản lại, đoán chừng ông ta sẽ phá vỡ thêm mấy bức tường, sau đó bay ra khỏi khách sạn, không biết tung tích. Hai lão giả nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút rụt rè nhưng ngoài miệng vẫn cường ngạnh như cũ. Đạt La Trà, người muốn làm gì? Lão giả tóc trắng lạnh giọng quát Tráng Hán, không có hai chúng ta khai linh trí cho ngươi, ngươi vẫn chỉ là một dã nhân chỉ biết ăn thịt sống mà thôi. Hai lão giả đeo một đôi thủ sáo màu đen, đồng thời mắng, cái thứ giống như chó mà còn dám cắn chủ. Vậy chúng ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Tráng Hán hoàn toàn không nghe bọn họ nói cái gì, chỉ mạnh mẽ đâm tới, vung nắm đấm như thiết chủy đánh tới hai người. Nếu ngươi đã muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lão giả tóc trắng thả người né qua, lấy ra mấy cây kim châm đâm vào chỗ yếu hại bên hông Tráng Hán. Lão giả râu đen bắt lấy chân Đạt La Trà, hắc khí bên trên thủ sáo bằng da quấn lấy, chân của Đạt La Trà không thể động đậy. Ông xã, cái tên to con kia dường như đánh không lại bọn họ. Dương San ở bên cạnh nhìn xem, không khỏi có chút bận tâm, có cần giúp hắn ta một chút hay không? Hạ Thiên khoát tay nói, vợ tiểu tiểu Dương, không cần nàng ra tay đâu. Tên to con này không yếu như vậy, càng không ngu. Tiếp theo mới có cái để nhìn. Thật sao, Dương San thu lại lo lắng của mình, tiếp tục nhìn xem. Lão giả tóc trắng đã đâm 9 kim châm vào đại huyệt trên eo trái Đạt La Trà, lạnh lùng nói, nếu ngươi đã không biết sống chết, vậy ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. A, Đạt La Trà quả nhiên phát ra tiếng rú thảm đau đớn, đau đến mức mồ hôi trán đổ đầm đìa. Đúng là ngu xuẩn, lão giả râu đen không khỏi đắc ý, chỉ là một dã nhân lại cho mình là đối thủ của cực hồn nhị lão ta. Nói đến đây, ông ta lại đưa mắt nhìn Hạ Thiên và Dương San, tiếp theo chính là xử lý hai tiện nhân các ngươi. Không sai, lão giả tóc trắng lạnh lại, ánh mắt tràn đầy sát khí, năm đó, Trương Minh Đà cùng với người khác hủy diệt cực hồn đạo của ta, thù này ta nhất định phải báo, trước thu chút lợi tức trên người tiểu tử ngươi. Hạ Thiên nhìn không được lắc đầu, cũng không phải là nhằm vào hai người này, mà là cảm khái cách làm người của Trương Minh Đà, đại sư phụ ơi đại sư phụ. Ông khi còn trẻ đúng là một con chuột chuyên đi gây sự. Ta đã không biết bao nhiêu lần lau mông cho ông rồi. Dương San nghe xong, không khỏi nhịn được cười. Bàn về phương diện gây chuyện, đoán chừng trên thế giới này không có ai có thể so sánh với Hạ Thiên. Ngươi hãy nếm thử sự lợi hại của cực hồn kim châm ta đi. Lão giả tóc trắng không nói thêm câu nào, kim châm sáng lên, vọt đến Hạ Thiên. Hạ Thiên chỉ nói, ngớ ngẩn. Quả nhiên. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một trọng chùy giống như thiên ngoại lưu tinh đập vào đỉnh đầu lão giả tóc trắng. Phốc! Lão giả tóc trắng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh, toàn bộ đầu bị nện vào lồng ngực, há miệng phun ra một ngụm máu, thậm chí bên trong còn có mảnh vụn của tạng phủ. Lão Phong, lão giả râu đen chừng muốn rách cả mí mắt, đang định đưa mắt nhìn xem ai đã hạ độc thủ, kết quả đón nhận là một bàn tay không xê xích với cái đầu ông ta bao nhiêu. A, à, một tiếng hét thảm, cả người lão giả râu đen giống như con muỗi bị đập chết, bị đính vào vách tường, mắt thấy không thể sống nổi. Quẹ, nam nhân to mọng nhìn thấy thảm trạng, không khỏi nôn mửa, toàn thân cũng mất đi khí lực đi, đi mau. Ông xã, có cần, Dương San chỉ 6 tên vệ sĩ đang khiêng nam nhân to mọng đào tẩu. Không đợi Hạ Thiên dặn dò, chỉ thấy Đạt La Trà đã đuổi tới. Lúc này, một âm thanh già nua hùng hậu vang lên, hãy nể tình lão phu, trước thả cho khuyển tử một ngựa. Dương San sững sờ, quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra, đột nhiên phát hiện Bạch Vạn Bang chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Vừa lúc Đạt La Trà đã đuổi kịp 6 vệ sĩ áo trắng, tiện tay quét ngang, quét tất cả ngã xuống đất, một tay bắt được cổ nam nhân to mọng. Đạt La Trà, khoan ra tay, Bạch Vạn Bang hoảng sợ kêu lên, sợ Đạt La Trà bóp chết con trai ông ta. Đạt La Trà sửng sốt quay lại nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi chính Hạ Thiên đã giúp hắn ta rút 9 kim châm ra. Bây giờ, trong lòng của hắn ta đã xem Hạ Thiên như chủ nhân của mình. Hạ thần y, xin hãy nghe lão phu một lời. Bạch Vạn Bang hiểu ý, vội khom người chắp tay với Hạ Thiên, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Hạ Thiên tùy ý ngoắc ngón tay với Đạt La Trà. Bành! Đạt La Trà lập tức hiểu ý. Ném nam nhân to mọng giống như ném rác ra ngoài. Nam nhân to mọng vừa định đứng lên,
lại bị Bạch Vạn Bang một cước đạp lăn trên mặt đất. Quỳ xuống cho ta, quỳ xuống, Bạch Vạn Bang quát lớn. Nam nhân to mọng nhìn thoáng qua Bạch Vạn Bang, cũng không phản kháng, thành thật quỳ xuống. Khuyển tử có nhiều mạo phạm, xin hạ thần y, còn có Dương tiểu thư rộng lòng tha thứ. Ta thay mặt nó xin lỗi hai người. Thái độ Bạch Vạn Bang rất thành khẩn, thở dài nói, ta đã sớm cảnh cáo nó đừng trêu chọc ngươi. Đáng tiếc, cánh của nó dần dần mọc nhiều lông, đã không còn nghe lời ta nữa. Chỉ là nể tình nó bị người ta mê hoặc, ngươi có thể tạm thời tha cho nó một mạng hay không? Hạ Thiên lười biếng nói, có thể tha cho ông ta một mạng hay không còn phải hỏi chính ông ta kìa. Hạ Thiên nói rất hời hợt, giống như không có cảm xúc, lại còn đẩy vấn đề trở về. Tuy nhiên, sắc mặt Bạch Vạn Bang lại cứng đờ, cảm thấy Hạ Thiên thật sự không nể mặt ông ta. Tuy nhiên, ông ta cũng nghe ra được một đường lùi, đành phải quát to với nam nhân to mọng, nghịch tử, người còn không mau xin lỗi Hạ Thần Y và Dương Tiểu Thư. Nam nhân to mọng cắn răng, im lặng không nói. Xem ra ngươi muốn chết, Hạ Thiên mỉm cười nói. Đạt La Trà siết chặt nắm đấm, đập tới cái đầu của nam nhân to mọng. Bành! Tuy nhiên, nắm đấm cũng không đập trúng đầu của ông ta, chỉ đập vào mặt đất bên cạnh, tạo thành một cái hố to. Ta sai rồi, ta biết sai rồi. Nam nhân to mọng bị dọa đến rùng mình, vội vàng dập đầu với Hạ Thiên, xin Hạ Thần Y tha cho ta lần này. Thật ra ta không phải muốn đối phó ngươi, mà là vợ của ta, còn có Lệ Lệ Á. Ngày nào bọn họ cũng nói xấu ngươi bên tai ta, ta mới có ác ý với ngươi như thế. Hạ Thiên đưa tay, Đạt La Trà lập tức thu nắm đấm lại. Dương San mắng to, chuyện là do ngươi làm, thế mà lại đẩy hết lên người nữ nhân, ngươi đúng là phế vật. Đúng, đúng, ta là phế vật. Nam nhân to mọng vội tát cho mình mấy cái tát. Tát đến mặt sưng lên nhưng vẫn giải thích ta, vợ của ta là em gái Mã Khiết Thần. Nàng ấy nói ngươi hại người nhà chị của nàng ấy. Cho nên nàng ấy vẫn luôn dặn ta giết ngươi, báo thù thay cho nhà chị của nàng ấy. Mã Khiết Thần ở đâu ra vậy? Hạ Thiên cảm thấy cái tên này rất quen tai, giống như đã nghe qua ở đâu rồi. Tuy nhiên, từ trước đến nay hắn lười nhớ tên của mấy kẻ ngốc. Dù sao hắn đắc tội với quá nhiều người, thật sự không nhớ được. Dương San nhớ lại thời gian trước, khi mọi người tán gẫu với nhau trong nhóm, Ninh Nhụy Nhụy đã từng nhắc qua chuyện phát sinh ở Quế Thành, nàng liền lên tiếng nhắc nhở, Mã Khiết Thần hình như là vợ của Chiêm Cao Hạc giàu nhất Quế Thành, cũng là mẹ kế Chiêm Văn Bân. Chiêm Văn Bân chính là cái người cậy mạnh muốn cưới Nhiếp Tiểu Lý đấy, hẳn là chàng có ấn tượng. À, chỉ là một tiểu nhân vật, không cần phải để ý đến. Hạ Thiên thoáng có chút ấn tượng, lúc đó, hắn giải quyết xong Chiêm gia. Còn có Long Lão của ma tộc, hắn cũng chẳng xen vào nữa, sau đó cùng với Nhiếp Tiểu Lý đến Hoàng Sơn, hoàn toàn không biết nữ nhân này còn sống hay chết. Nam nhân to mọng lập tức nói, ta sẽ quay về bắt nàng ta lại giao cho Hạ Thần Y xử lý. Hạ Thiên nói, ngươi cút đi, cút xa một chút, đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa. Yên tâm đi, Lão Phu cam đoan nó tuyệt đối sẽ không đến trêu chọc Hạ Thần Y nữa. Bạch Vạn Bang nghe được Hạ Thiên tha cho con trai ông ta một mạng, lập tức cam đoan, nếu tái phạm, không cần Hạ Thần Y ra tay, Lão Phu sẽ đích thân xử lý nó. Vợ Tiểu Tiểu Dương, nàng có muốn tha cho ông ta hay không? Hạ Thiên nhìn Dương San, thuận miệng hỏi. Dương San đáp, bây giờ ta chỉ lo lắng cho an nguy của Hân Hân thôi. Dương Tiểu Thư, ngươi không cần lo lắng điều này, Lão Phu đã phái người đến chăm sóc Hàn Nhạc Hân Tiểu Thư rồi. Bạch Vạn Bang lập tức nói, bây giờ, nàng ấy đang ngủ trên xe đến Hồ Thấm Nguyệt. Chờ nàng ấy tỉnh lại, chúng ta cũng đã đến Hồ Thấm Nguyệt luôn rồi. Đương nhiên, nếu Dương Tiểu Thư vẫn chưa yên tâm, ta sẽ gọi người đưa Hàn Tiểu Thư quay về đây. Dương San thoáng yên tâm hơn một chút, thế thì không cần. Đa tạ Dương Tiểu Thư, Bạch Vạn Bang thở phào một hơi, sau đó một cước đạp nam nhân to mọng một cái, tên phế vậy ngươi còn chưa chịu cút về nhà bế môn hối lỗi cho ta một năm. Vâng, nam nhân to mọng không dám nghịch lại, lộn nhào mà đi. Hạ Thiên nói, lão đầu nhi, vừa nãy ngươi không phải nói có chuyện quan trọng sao, bây giờ nói đi. Đương nhiên, nếu vẫn là chuyện hợp tác gì đó thì quên đi. Bạch Vạn Bang đưa mắt nhìn con trai bất thành khí của mình chạy đi xong. Một lần nữa nói với Hạ Thiên, nơi này không phải là nơi nói chuyện.
chi bằng chúng ta lên xe bàn lại, như thế nào? Hạ Thiên nhìn Dương San, vợ Tiểu Tiểu Dương, nàng cảm thấy thế nào? Cũng được, Dương San biết Hạ Thiên muốn đến Hồ Thấm Nguyệt, vì vậy liền thuận thế gật đầu đồng ý. Bạch Vạn Bang đi trước dẫn đường, Hạ Thần Y, Dương Tiểu Thư, mời đi theo ta. Đi thì đi nhưng nơi này, Dương San chỉ căn phòng lộn xộn cùng với thi thể ba người. Bạch Vạn Bang lạnh nhạt nói, Dương Tiểu Thư không cần lo lắng, tất nhiên sẽ có người thu dọn. Cho dù có vấn đề gì, cũng tuyệt đối không liên lụy đến hai người. Mấy người chết thôi mà, với người cầm quyền đại gia tộc như ông mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Dương San vẫn còn chưa hoàn hồn nhưng rất nhanh cũng đã bình thường trở lại. Lúc này, Hạ Thiên chậm rãi bước đến trước người Đạt La Trà, cười nói, này, đô con, ta cảm thấy ngươi thật thú vị, ngươi làm tiểu đệ số 3, không, số 4 của ta, như thế nào? Tiểu đệ, số 4, Đạt La Trà gãi đầu, hiển nhiên còn chưa rõ lắm ý của Hạ Thiên là gì. Dương San nói, chính là hỏi ngươi có muốn đi theo hắn hay không? Đi. Đạt La Trà gật đầu, người đã cứu ta, ta chính là người của ngươi. Lời này nghe không thoải mái chút nào. Hạ Thiên lắc đầu, ngươi là tiểu đệ số 4 của ta, không phải người của ta. Chỉ có mấy bà vợ mới là người của ta. Đạt La Trà không hiểu Hạ Thiên đang nói cái gì, ngươi nói cái gì ta nghe cái nấy. Như vậy mới đúng, Hạ Thiên mỉm cười nói với Bạch Vạn Bang, tên to con kia, ta cảm thấy rất thú vị. Ta muốn mang hắn ta đi. Được, để ta cho người sắp xếp. Thật ra, trong lòng Bạch Vạn Bang rất đau. Ông ta đã sớm biết sự tồn tại của Đạt La Trà, cũng biết được con trai đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết trên người hắn ta. Chỉ là Hạ Thiên đã lên tiếng, ông ta không thể không thuận nước song thuyền. Từ biểu hiện vừa rồi của Đạt La Trà thì có thể thấy được, hắn ta đã thần phục Hạ Thiên. Loại người này thân hình khôi ngô, nhưng tâm tư đơn thuần, đã trung thành thì sẽ không thay đổi. Nếu dựa vào pháp môn luyện thể thượng đẳng, quả thật là hộ vệ gia thần không có nhân tuyển thứ hai. Thiên Tiếu, bố trí một chiếc xe cho Đạt La Trà. Bạch Vạn Bang gọi cận vệ kiêm trợ lý của mình đến dặn dò, còn nữa, mau tìm cho hắn ta một bộ quần áo khác, cởi bỏ khế ước. Về sau hắn ta chính là người của Hạ Thần Y. Hạ Thiên nhếch miệng, Đạt La cái gì chứ? Cái tên khó nghe qua, nhất định phải đổi thành cái tên khác. Bạch Vạn Bang hỏi, thế Hạ Thần Y muốn đổi thành tên gì? Không thì gọi là Tiểu Hoàng đi. Hạ Thiên nhìn làn da của Đạt La Trà, cười nói. Dương San liếc mắt, nhìn không được liền nói, ông xã, cái tên này còn khó nghe hơn. Hơn nữa tên Tiểu Hoàng là tên của chó mà. Không thể nào, bản lãnh đặt tên của ta là vô địch thiên hạ. Hạ Thiên thành thật nói, Tiểu Hoàng dễ nghe đến cỡ nào. Không thì gọi Tiểu Hắc, không được. Trong số tiểu đệ của ta hình như có hai người tên Tiểu Hắc, thôi thì gọi Tiểu Hoàng đi. Dương San nhất thời im lặng. Vậy về sau gọi ngươi là Tiểu Hoàng nhé. Hạ Thiên nghiêm túc nói với Đạt La Trà. Đạt La Trà ngược lại không có ý kiến. Dù sao hắn cũng không biết tên này còn có ý nghĩa gì. Tiểu Hoàng cũng chỉ là cái tên phụ. Dù sao cũng phải lấy cho hắn ta một cái tên chính chứ. Dương San đề nghị. Hạ Thiên suy nghĩ một chút. Đang định lên tiếng, nhưng đã bị Dương San cắt ngang, chàng tính đặt tên cho hắn ta là Đại Hoàng chứ gì. Đó cũng là tên của chó. Quên đi, không cần đại danh đâu. Hạ Thiên có chút thờ ơ. Dương San nhẹ giọng nói, chuyện lấy tên hãy để chúng ta ra tay. Ta sẽ lên nhóm hỏi mọi người, để tất cả đưa ra chủ ý thử xem. Hạ Thiên nói, tùy mọi người, dù sao ta cũng gọi hắn ta là Tiểu Hoàng. Dương San lấy điện thoại di động chụp cho Đạt La Trà 2-3 tấm, sau đó gửi lên trên nhóm, đồng thời còn đánh một hàng chữ, đây là tiểu đệ Hạ Thiên vừa nhận. Hạ Thiên đặt tên cho hắn ta là Tiểu Hoàng, ta cảm thấy rất khó nghe. Mọi người nghĩ xem nên lấy cái tên gì thì tốt. Chỉ một câu này thôi, trong nhóm liền sinh động hẳn lên. Một con bối ở bờ biển tô bối bối ồ, người cao thật, gọi to con là được. Y nhân độc tiểu tụy làm y nhân tô tổng. Ngươi lại đang mò cá trong giờ làm việc rồi. Ta vốn là nữ tử thuần lương thạch thuần, này này, cái này không phải trọng điểm là đặt tên. Ta cảm thấy với hình thể này của hắn, chúng ta có thể gọi hắn ta là Kim Cương. Cửu A cửu A A cửu, người này cao ít nhất cũng 2m rưỡi 2m6,
ngay cả đầu gối của Tỉnh Tể trên đảo Khô Lâu cũng còn chưa đến. Ninh Xứng Sao, Ninh Nhụy Nhụy Tiểu Hoàng, người nào đó thú vị thật, quả nhiên vẫn giống như trước đây. Thanh Thanh Nữ Hiệp Triệu Thanh Thanh Tiểu Hoàng cũng tốt mà, phẩm vị của sư phụ chính là cao, là vô địch. Cửu A, đúng là phen cuồng. Thanh Thanh Nữ Hiệp, này, người mắng ai não tàn. Cửu A, ai lên tiếng thì chính là mắng người đó. Thanh Thanh Nữ Hiệp, người lặp lại lần nữa xem, có tin ta bay qua đó đánh người bây giờ không? Cửu A, đến thì đến, sợ ngươi à? Một con bối ở bờ biển, các ngươi lạc đề rồi, các ngươi đặt tên cho người ta đi. Ta vốn là nữ tử thuần lương, đánh đi, mau đánh đi. Ta vốn là nữ tử thuần lương bị đá ra khỏi nhóm chat. Lý Nguyên trên phố Nhiếp Tiểu Lý, nếu không thì gọi Thiết Kim Cương đi, nhìn thân hình khôi ngô như miếng sắt của hắn ta, quả thật rất có phong phạm của một viên kim cương. Thời gian cũng không còn sớm, Hạ Thần Y, chúng ta nên xuất phát đến Hồ Thấm Nguyệt thôi. Bạch Vạn Bang đợi một chút, sau đó nói, ta đã sắp xếp xe xong. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bàn một số chuyện trên xe luôn. Hạ Thiên cũng không từ chối. Dù sao vừa nãy Dương San cũng đã đồng ý. Một đoàn người rời khỏi khách sạn, sau đó lên xe. Đạt La Trà đã đổi tên thành Thiết Kim Cương, nhũ danh Tiểu Hoàng, hắn ta cũng tự giác leo lên thùng xe dã chiến. Bạch lão đầu, người có chuyện gì thì cứ nói. Đằng sau, Hạ Thiên gối đầu lên hai chân Dương San, thuận miệng nói, nếu vẫn là chuyện trước đó, vậy thì ngươi đừng nói nữa. Dương San lên tiếng, nếu Bạch lão muốn hợp tác, thật ra ngươi có thể đến tập đoàn Thần Y. Chỉ cần Tô Tổng đồng ý, Hạ Thiên trên cơ bản sẽ không phản đối. Bạch Vạn Bang quay sang nhìn Hạ Thiên, sau đó nhìn về phía trước, mỉm cười nói, chuyện hợp tác, ta đã đưa ra mục đích với tập đoàn Thần Y. Chuyện mà lão phu muốn thương lượng với Hạ Thần Y là chuyện khác. Nói đến đây, Bạch Vạn Bang dừng lại vài giây, thật ra là muốn thu hút sự hiếu kỳ của Hạ Thiên, thuận tiện chiếm được thượng phong khi nói chuyện tiếp theo. Đáng tiếc, Hạ Thiên hoàn toàn không có hứng thú với ông ta, chỉ nhắm mắt lại, hưởng thụ sự xoa bóp của Dương San. Ông xã, lực đạo thế nào? Dương San chậm rãi xoa đầu Hạ Thiên, nhẹ giọng hỏi. Hạ Thiên cười nói, cũng không tệ lắm, kỹ xảo và lực đạo so với A Cửu và tiểu muội chân dài tốt hơn rất nhiều. Dương San không khỏi cười khẽ một tiếng. Với tính tình của A Cửu, nếu biết Hạ Thiên đánh giá nàng như thế, nói không chừng sẽ đánh Hạ Thiên một trận. Khụ khụ. Bạch Vạn Bang không khỏi lúng túng, bầu không khí nói chuyện trong nháy mắt đã thay đổi. Lời ông ta muốn nói nhất thời không cách nào nói ra được, đành phải cố ý ho nhẹ hai tiếng. Đừng ho, Hạ Thiên nói, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Ha ha, Hạ Thần Y nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng nói chuyện lại rất khôi hài. Bạch Vạn Bang mỉm cười xấu hổ, nhảy qua đề tài này, sau đó nói, ta đích thật có chuyện muốn thương lượng với Hạ Thần Y, chỉ là nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Hạ Thiên nói, vậy thì ngươi cũng đừng mở miệng. Cái này, Bạch Vạn Bang cứng họng, hoàn toàn không nghĩ đến Hạ Thiên sẽ trả lời như thế. Dương San khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đề nghị, Bạch lão tiên sinh, ngươi có gì thì tốt nhất nên nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng, cũng không cần thăm dò, càng không nên thăm dò. Hạ Thiên không thích điều đó, cũng không bị mắc lừa bởi điều đó. Được, dù sao Bạch Vạn Bang cũng là người già thành tinh, khi nói chuyện với người khác thì hay thăm dò, suy nghĩ, giao phong, đây chính là niềm vui thú của bọn họ. Tuy nhiên, nếu có người không để ông ta đẩy vòng vòng, ông ta tất nhiên sẽ nghĩ cách thay đổi phương thức giao lưu. Là như vậy, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu Bạch Vạn Bang, rất nhanh chọn lấy từ ngữ, thật ra, Lão Phu và Hạ Thần Y cũng xem như có cùng nguồn gốc. Ninh Vọng Hải Quế Thành là sư đệ của ta. Năm đó, chúng ta đã từng học nghệ ở phái Tuyết Sơn. Chỉ là về sau phát sinh một số biến cố, ta bị thương phải ở lại Tuyết Thành phát triển. Ông ấy mai danh ẩn tích từ đó. Mãi cho đến năm gần đây ta mới có tin tức của ông ấy. Hạ Thiên nói, trên người Ninh gia không có vết tích tu tiên giả. Ông ấy không phải tu tiên giả, chỉ nghiên cứu học tập võ công ở phái Tuyết Sơn, rất có thiên phú ở phương diện này. Bạch Vạn Bang thở dài một tiếng, có chút cảm khái, nếu năm đó không xảy ra sự kiện kia, nói không chừng ông ấy đã là đường chủ chấp pháp đường phái Tuyết Sơn.
Trên người Ninh Vọng Hải xác thực có vết tích tập võ. Điều này Hạ Thiên đã sớm nhìn ra. Chỉ là ông không nói với Ninh Nhụy Nhụy hẳn là có điều gì khó nói. Hạ Thiên cũng không có thói quen bóc trần bí mật của người khác, tất nhiên cũng không nói với Ninh Nhụy Nhụy. Người muốn lợi dụng ông ấy làm cái gì? Hạ Thiên hơi tức giận nói. Cũng không phải lợi dụng. Bạch Vạn Bang lắc đầu, chuyện năm đó vẫn còn chưa kết thúc, đã làm tâm bệnh của chúng ta. Hôm nay ta phái người đến mời ông ấy đến Tuyết Thành, cháu gái của ông ấy cũng sẽ đến luôn. Lúc này, Hạ Thiên mới thoáng có chút hứng thú, tiểu muội chân dài không nói với ta việc này, đúng là không ngoan chút nào. Khi nào ta gặp lại nàng ấy, ta nhất định sẽ đánh vào mông nàng ấy. Bạch lão tiên sinh, đến bây giờ ngươi còn chưa nói ngươi muốn Hạ Thiên giúp ngươi làm gì. Dương San không nhịn được liền hỏi. Bạch Vạn Bang thở dài, ta và Ninh Sư Đệ có chung một kẻ địch bên trong phái Tuyết Sơn, chính là trưởng môn phái Tuyết Sơn bây giờ. Nếu chúng ta muốn đòi lại công đạo năm đó, nhất định phải đối mặt với nàng ta. Chỉ là thực lực của nàng ta quá mạnh, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên ta muốn mời Hạ Thần Y giúp chúng ta một tay giết chết nữ nhân kia. Không hứng thú, Hạ Thiên không cần suy nghĩ đã trực tiếp từ chối, chuyện của các ngươi, tự các ngươi giải quyết. Gương mặt Bạch Vạn Bang lộ ra vẻ ngưng trọng, cười khổ, thật ra lão phu cũng muốn đích thân báo thù, nhưng ta đã dần dần già đi. Ninh sư đệ cũng đã sớm tự phế võ công, bây giờ cũng không còn cách nào. Bạch lão đầu, ngươi không được không phải bởi vì già mà là cơ thể của ngươi có vấn đề. Hạ Thiên nhếch miệng nói, tuy nhiên, điều này cũng không trách được người khác, là do ngươi quá nóng vội. Ám thương cơ thể chưa lành, trúc cơ cũng còn bất ổn đã muốn kết đan. Ngươi tưởng ngươi là thiên tài giống như ta sao? Làm sao ngươi biết chuyện ta muốn kết đan? Bạch Vạn Bang nghe xong, gương mặt không khỏi hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Mấy năm qua, ông ta vẫn luôn kín đáo chuẩn bị xung kích kết đan kỳ, nhưng ông ta chưa hề nói chuyện này với ai. Trước kia, khi ông ta bế quan, ông ta cũng chỉ nói muốn luyện đan duyên thọ. Bây giờ, bí mật của ông ta bị Hạ Thiên nói ra, sao có thể không khiến ông ta kinh ngạc vạn phần được? Chẳng lẽ, Bạch Vạn Bang bị dọa đến mặt tái nhợt như người chết, trong lòng thầm nghĩ, bên cạnh ông ta có nội gian. Hạ Thiên hời hợt nói, ta là thần y, chút bệnh vặt đó nhìn qua là biết ngay. Bệnh vặt, Bạch Vạn Bang tận lực duy trì vẻ mặt không biểu cảm. Ông ta không biết Hạ Thiên biết bao nhiêu bí mật của ông ta, đành phải giả ngu, không biết Hạ Thần Y nói bệnh vặt là chỉ cái gì. Tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta xem bệnh thu lệ phí. Tùy tiện nói cho ngươi biết không phải ta sẽ bị lỗ sao. Bạch Vạn Bang nhìn không được cười lên, còn tưởng rằng có chuyện gì, lập tức nói, Hạ Thần Y yên tâm, lão phu nói thế nào cũng là người phát ngôn của tập đoàn Lăng Tiêu, còn không thể trả nổi tiền thuốc men cho ngươi sao. Nói xong, lời nói của ông ta bỗng xoay chuyển, hơi do dự, nhưng ngươi có thể chữa khỏi ẩn tật của ta. Cũng không phải ẩn tật, Hạ Thiên nói, chỉ là tâm mạch của ngươi bị người ta đả thương qua, hơn phân nửa là chuyện của 40 năm trước. Ngươi đã tìm bác sĩ chữa trị, ít nhất đã chữa 3 lần, mà còn là bác sĩ khác nhau. Đáng tiếc đều không chữa khỏi, lưu lại bệnh căn. Bạch Vạn Bang càng thêm kinh ngạc, ánh mắt nhìn Hạ Thiên có chút kinh nghi bất định, thậm chí còn hoài nghi có người tiết lộ bí mật của ông ta hay không. Nhưng nghĩ lại, trận đại chiến 40 năm trước. Ngoại trừ người trong cuộc, trên cơ bản không có khả năng có người ngoài biết được. Cho dù có người trong cuộc đề cập đến chuyện 40 năm trước, nhưng chuyện tâm mạch của ông ta bị thương cũng chỉ có một mình ông ta và người đánh bị thương ông ta biết mà thôi. Càng làm cho ông ta sợ hãi chính là, Hạ Thiên thậm chí ngay cả ông ta tìm bác sĩ khác nhau, chữa bao nhiêu lần cũng đoán được 8-9 phần 10, thật sự quá kinh khủng. Những chuyện này, ngoại trừ chính ông ta, gần như không có ai biết được. Không cần nghĩ quá nhiều, mấy bí mật vặt vãnh đó của ngươi, ta chẳng hứng thú tìm hiểu đâu. Hạ Thiên khinh thường nói, ta đã nói rồi, ta là thần y, mà còn là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Lúc này, Bạch Vạn Bang mới bắt đầu coi trọng xưng hô thần y của Hạ Thiên. Trước đó, ông ta vẫn nghĩ rằng người khác gán một thanh danh tốt đẹp cho Hạ Thiên. Dù sao, thế đạo này, danh xưng thần y lừa đảo nhiều vô số kể. Nhất là trên mạng. Cho dù có người chỉ chữa cảm lạnh bằng những bài thuốc nhỏ cũng dám tự xưng là thần y dân gian.
Ông ta đương nhiên biết Hạ Thiên nhất định không phải lừa đảo, hơn nữa y thuật tuyệt đối có chỗ hơn người, chỉ là ông ta vạn lần không ngờ đến lại có thể cao đến mức như thế. Nếu Hạ Thiên thật sự có thể chữa khỏi ẩn thương cho ông ta, hắn chính là thần y danh phủ kỳ thực. Hạ thần y, Bạch Vạn Bang nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nóng lên, vội khẩn cầu Hạ Thiên, trên người lão phu thật sự có ẩn thương, không biết Hạ thần y có thể ra tay chữa khỏi hay không? Chút tổn thương đó của ngươi, chữa khỏi chỉ là chuyện tiện tay. Hạ Thiên nói, Bạch Vạn Bang lập tức hưng phấn hẳn lên, nhưng từ ngữ muốn nói trước đó lập tức ném ra sau đầu, khi đến biệt thự ven hồ, lão phu lập tức cho người sắp xếp một tĩnh thất để Hạ thần y chẩn trị một phen. Hạ Thiên nhếch miệng, không cần thiết. Thế Hạ thần y có yêu cầu gì thì cứ việc nói. Bạch Vạn Bang còn tưởng rằng Hạ Thiên đang làm cao, phí xem bệnh, tiền thuốc men tuyệt đối không thiếu một phân tiền. Mặc kệ dược liệu quý bao nhiêu hay là vật phẩm chân quý khác, lão phu tuyệt đối thỏa mãn. Không cần thiết phải phiền phức như vậy. Hạ Thiên có vẻ không quá cao hứng, bây giờ ta có thể chỉ tốt căn bệnh vặt đó của ngươi. Bạch Vạn Bang sững sờ. Lộ vẻ kinh nghi, bây giờ. Ông nhìn chiếc xe còn đang chạy, chỉ vào hoàn cảnh xung quanh, bây giờ dừng xe, tìm nơi thích hợp. Người ngốc à, người nghe không hiểu tiếng người. Hạ Thiên khó chịu nói, nếu không phải nể mặt ngươi có giao tình với gia gia tiểu muội chân dài, có trả thêm tiền ta cũng chẳng quan tâm đến sống chết của ngươi. Bạch Vạn Bang đích thật không hiểu Hạ Thiên muốn gì, khó khăn nói, thế Hạ thần y nói thế nào, lão phu liền làm theo thế đó. Ngươi ngồi im đừng nhúc nhích là được. Hạ Thiên ngồi dậy, trong tay xuất hiện một cây ngân châm, chậm rãi đâm tới Bạch Vạn Bang, đừng nhúc nhích. Tài xế cau mày, lộ ra vẻ không thích. Thiên thiếu, ngươi không cần khẩn trương, không có việc gì đâu. Bạch Vạn Bang nói một câu, sau đó lập tức ngồi ngay ngắn. Mặc dù trong lòng ông ta cũng có chút do dự nhưng ông ta đã lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, vậy thì không cần phải gượng ép. Rất nhanh. Ngân châm của Hạ Thiên đã thẳng tắp đâm vào tim của Bạch Vạn Bang. Lúc này, lái xe muốn thắng gấp, dùng tay chộp vào cổ tay Hạ Thiên, quát hỏi, ngươi muốn làm gì? Lời này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Hạ Thiên mỉm cười, có chút trào phúng nhìn tài xế, tên ngốc ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là ngăn ngươi hạ châm rồi. Tài xế lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, chỉ cần tiểu tử hắn dám có một chút dị động, hắn ta sẽ không ngại giết chết Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi cho rằng ngươi bắt được ta. Ngươi không ngại thử một chút xem sao. Gương mặt tài xế hiện lên sự kiêu ngạo, đôi tay này của ta ngay cả kim cương cũng có thể bóp nát. Ngu ngốc, Hạ Thiên hờ hững nói, nếu ngươi muốn chết thì cứ nói thẳng. Con người của ta thích nhất là thành toàn cho người khác. Lúc này, Bạch Vạn Bang đã lấy lại tinh thần, lập tức ra lệnh, Thiên thiếu, ngươi mau buông tay, không được bất kính với Hạ thần y. Gã tài xế cũng không nghe lời, ngược lại biểu hiện càng thêm ngưng trọng, lạnh lùng nói, gia chủ, ta nghĩ người này nhân tâm không thuần, ai biết có tồn tại tư tưởng xấu xa gì hay không. Ta tin Hạ thần y không có tư tưởng xấu xa. Bạch Vạn Bang cười nhạt, không nói Hạ thần y và ta không cừu không oán, cho dù hắn thật sự muốn giết ta, hắn sẽ có đủ mọi cách, cũng không cần thiết phải ra tay bây giờ. Cho dù hắn không có lòng xấu xa. Ai biết hắn có thổi phồng y thuật của mình không? Sắc mặt gã tài xế không hề có chút thư giãn, vội nhắc nhở, bá phụ, bây giờ là thời điểm quan trọng. Một châm này đâm xuống, sinh tử khó liệu, không thể không thận trọng. Cho dù phải trị, chẳng lẽ nhất định phải trị vào lúc này sao? Sao không chờ các vị danh y khác đến cùng nhau hội chẩn, như vậy sẽ càng thêm bảo đảm hơn. Nghe xong, Bạch Vạn Bang lập tức do dự. Trên thực tế, làm như thế này xác định hơi bị phong hiểm. Ông ta cũng chỉ nghe nói qua y thuật của Hạ Thiên rất thần kỳ, trước đó cũng đã chứng kiến một số thủ đoạn của Hạ Thiên, nhưng ai có thể cam đoan Hạ Thiên sẽ không thất thủ. Cho dù Hạ Thiên có danh xưng là thiên hạ đệ nhất thần y, nhưng danh xưng thì nhất định là thật sao? Giống như Bạch Thiên Tiếu đã nói, nếu chẳng may thất thủ, ông ta xem như vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên, nếu không chữa khỏi ẩn thương, không bao lâu sau, khi đối mặt với nữ nhân phái Tuyết Sơn, ông ta cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Trong lúc Bạch Vạn Bang còn đang do dự, Hạ Thiên cũng không kiên nhẫn, bĩu môi nói, này, Bạch lão đầu, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi nôn nóng chữa bệnh cho bá phụ, có phải ngươi đang che giấu tâm tư nào khác đúng không?
Ánh mắt Bạch Thiên Tiếu âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Thiên, tràn ngập ý phòng bị, chẳng lẽ, để chậm thêm một lát, ngươi sẽ không chữa bệnh. Hạ Thiên từ trước đến nay rất lười giải thích với mấy tên ngớ ngẩn, chỉ thản nhiên nói, Bạch lão đầu, ta nể tình ngươi có giao tình với Ninh Gia Gia, cho nên mới trị bệnh cho ngươi. Còn khi nào trị như thế nào do ta quyết định. Nếu bây giờ ngươi không trị, về sau không cần trị nữa. Bá phụ, ngươi tuyệt đối đừng mắc mưu của ông ta. Bạch Thiên Tiếu ở bên cạnh lo lắng nói, hắn thúc giục người như vậy, nhất định là có vấn đề. Dương San nhìn không được lên tiếng cười lạnh, ta thấy ngươi mới là có vấn đề, cứ nhất định phải ngăn cản chồng của ta cứu Bạch lão tiên sinh. Vợ tiểu tiểu Dương, nàng đoán rất chuẩn. Hạ Thiên gật đầu, cười nói, tên ngốc đó đang nghĩ như vậy, hẳn là do một tên càng ngu ngốc hơn phái đến bên cạnh Bạch lão đầu làm nội ứng. Ngươi nói cái gì? Bạch Thiên Tiếu lại càng tức giận, nghiến răng mắng, ngươi ngậm máu phun người, ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Hạ Thiên mỉm cười nói, ngươi không khách sáo như thế nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên chọc giận ta. Bạch Thiên Tiếu cố áp chế lửa giận trong cơ thể, lạnh giọng cảnh cáo, nếu không, ta chỉ cần dùng sức một chút, xương cổ tay của ngươi sẽ nát. Hạ Thiên nói, vì sao ngươi còn không dùng sức, cứ dùng hết khí lực bú sữa mẹ ra đi, xem có thể tạo bóng ma tâm lý cho ta không? Được, ngươi nhớ đó. Đây là do ngươi tự tìm. Bạch Thiên Tiếu cau mày, tay dùng thêm mấy phần khí lực, chỉ nghe xương cốt bị bóp rắc rắc. Chỉ bấy nhiêu khí lực thôi sao? Hạ Thiên lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng, xem ra trước kia ngươi không phải bóp nát kim cương mà là đậu hũ. Thiên Tiếu, bình tĩnh lại. Bạch Vạn Bang giật mình, vội vàng vỗ vai Bạch Thiên Tiếu, ngươi mau buông tay ra đi, đừng vô lễ với Hạ Thần Y. Đáng tiếc, Bạch Thiên Tiếu đã bị Hạ Thiên chọc giận. Bạch Thiên Tiếu giận quá hóa cười, mắt lạnh nhìn Hạ Thiên, được, hôm nay ta sẽ cho ngươi thử sự lợi hại của khai sơn thấu xương chảo. Rắc, chỉ nghe một tiếng rắc, không cần đoán cũng có thể khẳng định đây là âm thanh của xương cốt bị bóp nát. Không được rồi, Bạch Vạn Bang cảm thấy nặng nề, thầm nghĩ, lúc này chỉ sợ đã kết thù với Hạ Thiên rồi. Đối với việc Bạch Thiên Tiếu cứ dây dưa không chịu bỏ qua cho Hạ Thiên một cách khó hiểu, mặc dù ông ta cũng có chút suy nghĩ nhưng bàn về mối quan hệ thân sơ, ông ta khẳng định sẽ tin tưởng cháu trai của mình hơn. Tuy nhiên, ông ta cũng đã điều tra qua Hạ Thiên, biết người này vô cùng cẩn thận, hơn nữa còn là người cực kỳ cứng đầu. Ban đầu, ông ta nghĩ rằng có thể lợi dụng Ninh Vọng Hải kết một mối thiện duyên với Hạ Thiên. Kết quả, sự việc còn chưa bắt đầu đã bị đứa cháu trai tính tình nóng nảy kia phá hỏng. Kế hoạch duy nhất bây giờ chính là nghĩ cách mang lại lợi ích cho Hạ Thiên, để hắn tuyệt đối không vì chuyện này mà sinh lòng oán hận Bạch gia. A, à, lúc này, một tiếng hét thảm cắt ngang luồng suy nghĩ của Bạch Vạn Bang. Bạch Vạn Bang đưa mắt nhìn, sau đó ngẩn cả người. Điều khiến cho ông ta tuyệt đối không thể ngờ rằng người bị gãy xương cổ tay lại là Bạch Thiên Thiếu. Khí lực của ngươi quá nhỏ. Hạ Thiên chẳng những không sao, ngược lại còn cười nói, nếu không thì ngươi thêm chút lực đi, tay của ta đứng im ở đây, tùy ngươi bóp sao thì bóp. Bạch Thiên Tiếu đau đến đổ mồ hôi lạnh, hắn ta cúi người nhìn cổ tay rũ xuống của mình, toàn bộ cánh tay giống như bị xe cán qua một lần. Hạ Thần Y, người đại nhân bất kể tiểu nhân, tuyệt đối đừng so đo với hắn ta nữa. Bạch Vạn Bang nhìn thấy tình huống này, trong lòng ngược lại thở phào một hơi, hắn ta trẻ tuổi nóng tính, không hiểu quy củ, có mắt mà không biết Thái Sơn, có gì ngươi tha cho hắn ta lần này đi. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, hắn ta không phải trẻ tuổi nóng tính cũng chẳng liên quan đến việc hiểu quy củ hay không. Hắn ta nhắm đến chính là ta, cũng không đúng, nói một cách chính xác là nhắm tới ngươi. Nhắm tới ta, Bạch Vạn Bang không hiểu lời Hạ Thiên nói là có ý gì, Hạ Thần Y. Hình như ngươi đã có chút hiểu lầm. Hắn ta là cháu trong nhà, tên Bạch Thiên Tiếu, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh ta. 12 năm trước đã bắt đầu làm phụ tá cho ta, tuyệt đối đáng tin. Hắn ta không có khả năng phản bội ta. Lỗ tai của ngươi đúng là có vấn đề. Hạ Thiên nói, ta cũng không nói hắn ta phản bội ngươi. Bạch Thiên Tiếu cắn răng nhịn đau nói, bá phụ, người đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Hắn muốn kiếm chuyện chia rẽ quan hệ của chúng ta. Quan hệ của các ngươi như thế nào liên quan gì đến ta? Hạ Thiên nói, ban đầu ngươi muốn làm gì, ta chẳng hứng thú muốn biết,
nhưng ngươi cứ chĩa đầu mâu vào ta, ngươi đang tự tìm cái chết. Bạch Thiên Tiếu hừ lạnh một tiếng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dương San lạnh lùng lên tiếng, đến bây giờ mà ngươi còn giả ngu. Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi thì biết cái gì? Bạch Thiên Tiếu giễu cợt. Ta không cần biết, bởi vì ta tin tưởng chồng của ta vô điều kiện. Dương San lạnh nhạt nói, hắn nói ngươi có vấn đề, ngươi nhất định có vấn đề. Hơn nữa, chồng của ta cũng đã nói, ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi, nhưng ngươi đã trêu chọc chúng ta, vậy chỉ có thể nói ngươi đã cùng đường mạt lộ rồi. Hạ thần y, dù sao hắn ta cũng là cháu của ta. Bạch Vạn Bang cười khổ nói với Hạ Thiên, xin ngươi hãy hạ thủ lưu tình tha cho hắn ta một lần. Đương nhiên, chuyện hắn ta mạo phạm ngươi, ta sẽ xử phạt hắn ta. Hạ Thiên nhìn Bạch Vạn Bang như nhìn thằng ngốc, Bạch lão đầu, ngươi đúng là ngu hết thuốc chữa. Ẩn thương của ngươi vẫn không chữa khỏi mấy năm qua, chẳng lẽ ngươi không có nghi ngờ gì sao? Cái gì? Bạch Vạn Bang không nghĩ đến Hạ Thiên lại nói như vậy. Im ngay, ngươi đang nói hưu nói vượn gì thế? Sắc mặt Bạch Thiên Tiếu thay đổi, không khỏi quát mắng, ngươi đang kiếm chuyện, ngươi tuyệt đối do nữ nhân kia phái đến. Hắn ta lập tức quay sang nhìn Bạch Vạn Bang, bá phụ, hai người kia thật sự quá nguy hiểm, ta cảm thấy bọn họ hoàn toàn không đáng tin tưởng, cũng không thể để hắn trị bệnh cho người, càng không để bọn họ tiến vào hồ thấm nguyệt. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Thật ra, Bạch Vạn Bang cũng không phải người ngu. Nếu ông ta ngu, ông ta cũng không quản lý được sản nghiệp lớn như tập đoàn Lăng Tiêu. Mấy năm qua, bởi vì ông ta phải thường xuyên bế quan chữa thương, cho nên ông ta đã giao công ty và gia tộc cho con cái quản lý, đồng thời yêu cầu đứa cháu trước mắt đi giám sát. Trước kia chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng lần này xuất quan, ông ta phát hiện mấy đứa con trai của ông ta mơ hồ không nhận sự khống chế của ông ta. Càng quan trọng hơn chính là, ngoại trừ những chuyện mà ông không nói ra ngoài, còn lại những chuyện ông làm đều sẽ bị tiết lộ. Ví dụ rõ ràng nhất chính là ông ta phái đứa con trai út của mình đi mời Ninh Vọng Hải, kết quả thiếu chút nữa bị người khác nhanh chân đến trước. Hiển nhiên, bên cạnh ông thật sự có gian tế. Bạch Vạn Bang đã hoài nghi không ít người. Thậm chí còn hoài nghi đứa con trai út Bạch Thiên An, duy chỉ có Bạch Thiên Tiếu là ông chưa từng hoài nghi. Bạch Thiên Tiếu lớn lên trước mặt ông, do chính ông bồi dưỡng chuyên dùng để chế ước mấy đứa con của ông. Đồng thời, để phòng ngừa đứa cháu này tranh quyền với đám con trai của ông đã cố ý dung túng Bạch Thiên Tiếu thành một vũ phu lỗ mãng nhưng không khôn ngoan. Có một số việc để dưới đĩa đèn thì tối. Bây giờ xem ra, ngay từ đầu, ông đã nhìn nhầm rồi. Một khi bị phá vỡ, rất nhiều nghi hoặc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Thiên Tiếu, lúc này, Bạch Vạn Bang không khỏi thở dài một tiếng, người xuống xe đi. Bạch Thiên Tiếu nghe xong, không khỏi sững sờ, không thể tin nổi, bá phụ, người nói cái gì? Người xuống xe đi, trong lòng Bạch Vạn Bang đã có quyết định, giọng nói cũng kiên định, không cần suy nghĩ, từ giờ trở đi, người không còn là người của Bạch gia. Ngươi nên sớm rời khỏi Tuyết Thành. Những chuyện khác, ta sẽ không truy cứu. Bá phụ, người nói vậy là có ý gì? Bạch Thiên Tiếu mở to mắt, không thể tiếp nhận được, ta là cháu của người, ta lớn lên trước gót chân của người, lại vì người mà làm trâu làm ngựa mấy chục năm. Người lại đi tin tưởng người ngoài chứ không tin ta. Bạch Vạn Bang lắc đầu, người đừng nói nữa. Nếu không, chút tình cảm còn sót lại này sẽ bị ngươi làm cho phai nhạt. Tình cảm. Bây giờ ngươi còn nói với ta như thế. Bạch Thiên Tiếu giống như một con sư tử bị chọc giận, không cam lòng gầm rú lên, ta không cho hắn hạ châm ngươi, đó là vì suy nghĩ cho sự an toàn của ngươi. Ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi lại đối xử với ta như thế. Bạch Vạn Bang thản nhiên nói, vậy ngươi muốn cái gì? Muốn mạng của các ngươi. Bạch Thiên Tiếu nghe răng cười, lấy ra một vật từ trong túi, tiện tay bóp một cái ném vào trong xe. Còn hắn ta thì mở cửa nhảy ra ngoài. Bành! Ánh lửa nổi lên, chiếc xe trong nháy mắt cháy lên rừng rực. Tuyết lớn nổi lên, hàn phong gào thét. Một chiếc xe đang từ từ cháy rụi gần như không còn trên mặt tuyết. Mẹ nó, không nghĩ đến uy lực lại lớn đến như vậy. Không bao lâu sau, một đống tuyết sụp xuống, Bạch Thiên Thiếu nhảy ra ngoài, lắc lắc cho tuyết rơi hết khỏi người mình. Vừa rồi!
Sau khi hắn ta nhảy ra khỏi xe, đã thuận thế tiến vào trong một cái hố tuyết, tránh cho bị sóng xung kích sau khi chiếc xe bốc cháy làm bị thương. Qua mười mấy giây, lửa nhỏ dần xuống, hắn ta mới nhảy ra ngoài dò xét tình huống. Tình huống trước mắt khá thảm liệt, chiếc xe bị đốt gần như không còn, chỉ còn lại khung xe màu đen. Về phần người trong xe, nhất định đã bị hỏa táng. Thuốc nổ này thật sự quá kinh khủng, Bạch Thiên Tiếu không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Trước đó, nếu hắn ta chậm 1-2 giây, cho dù không chết cũng phải bị lột da. Hắn ta mắng, người kia đúng là ngoan độc, nếu không phải ta nhìn chuẩn thời cơ, nói không chừng đã bị nổ chết rồi. Lẽ ra, xe của Bạch Vạn Bang bị nổ tung nhất định sẽ khiến cho các xe khác chú ý. Để ngăn cho tình huống này phát sinh, Bạch Thiên Tiếu đã sắp xếp những chiếc xe khác đi một con đường khác. Bởi vì hắn ta là trợ lý của Bạch Vạn Bang, những người kia đương nhiên sẽ không dị nghị. Bạch Thiên Tiếu lặng lẽ lái xe đến một lối rẽ, tiến vào một mảnh đất hoang vu. Nơi này cách núi tuyết rất gần, bốn phía đều là tuyết, tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa. Cộng thêm lực chú ý của Bạch Vạn Bang vẫn luôn đặt vào cuộc nói chuyện với Hạ Thiên, cũng không phát hiện chiếc xe đã sớm đến lối rẽ. Gia chủ, người đừng trách ta vô tình, là người khác cho ta số tiền mà ngươi vĩnh viễn không cho ta nổi. Bạch Thiên Tiếu lãnh đạm nhìn tàn lửa cháy hết, chậm rãi rút một điếu thuốc đưa lên miệng châm, sau đó lấy điện thoại gọi ra ngoài, việc đã làm xong. Trong điện thoại vang lên một giọng nói không phân biệt được nam nữ, ngươi xác định chứ? Đương nhiên xác định, Bạch Thiên Tiếu chụp mấy tấm ảnh rồi gửi qua, người đều ở trong xe, ta đã cho phát nổ thần hỏa đạn của ngươi. Trừ phi quả đạn này của ngươi có vấn đề, bằng không, bọn họ tuyệt đối không sống được. Đối diện im lặng tầm 10 giây, rất có thể đang kiểm tra ảnh chụp. Thần hỏa đạn không có vấn đề gì đâu, người đối diện thản nhiên nói, nếu cho nổ ở khoảng cách gần, cho dù là kim đan kỳ cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Bạch Thiên Tiếu không khỏi cười nhạo, kim đan kỳ, thôi đừng chém gió nữa, Bạch Vạn Bang ngay cả trúc cơ kỳ cũng còn bất ổn. Giọng nói của người đối diện vô cùng lãnh đạm, ta không nói Bạch Vạn Bang. Ngươi nói vậy là có ý gì? Nụ cười trên gương mặt Bạch Thiên Tiếu thoáng có chút ngưng trệ, chẳng lẽ ngươi muốn nói Hạ Thiên và nữ nhân kia là kim đan kỳ? Ngươi cho rằng thì sao? Giọng nói người đối diện lại càng lạnh hơn, muốn giết Bạch Vạn Bang. Bên chỗ của ta có cả tá người có thể làm được, không cần phải phí sức lực như thế để ngươi ra tay. Bạch Thiên Tiếu đích thật không nghĩ đến Hạ Thiên lại có tu vi kim đan kỳ, nhưng rất nhanh hắn ta đã ném ra sau ót, ta chẳng quan tâm hắn có tu vi gì. Dù sao hắn cũng đã bị nổ chết rồi, đồ mà ngươi đồng ý với ta đâu. Thứ gì, người đối diện hơi nghi ngờ hỏi. Con mẹ nó đừng có mà giả ngu, người kia đã chính miệng đồng ý với ta. Bạch Thiên Tiếu giận dữ không thôi, giống to vào điện thoại, nếu ngươi dám bớt chỗ tốt của ta, ngươi có tin ta nổ chết cả ngươi luôn không? Người đối diện thản nhiên nói, tiền đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Đồng thời ta cũng sẽ tận lực nâng đỡ ngươi tiếp quản tập đoàn Lăng Thiên. Về phần có thể làm được đến mức như thế nào còn phải xem chính ngươi. Như vậy còn tạm được. Lúc này, lửa giận trong lòng Bạch Thiên Tiếu mới giảm xuống, lập tức nhắc nhở còn gì nữa không? Người đối diện đột nhiên lạnh lại, không có, chỉ bấy nhiêu thôi. Con mẹ nó, người dám đùa ta. Bạch Thiên Tiếu một lần nữa nổi giận, gào vào trong điện thoại, ta muốn thuốc trường sinh bất lão, còn có hạn mức linh khí mỗi tháng. Người đối diện cười nhạo một tiếng, người thì tính là gì mà cũng xứng trường sinh bất lão. Người muốn qua sông đoạn cầu. Bạch Thiên Tiếu tức đến mức phổi muốn nổ tung, người đừng ép ta tìm người kia. Nếu nàng ta biết ngươi tự tung tự tác, chỉ sợ kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Đừng có mà nói đùa, người đối diện càng thêm khinh thường, Bạch Thiên Tiếu, ngươi không khỏi tự mình đa tình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng vì sao bên trên đưa thần hỏa đạn cho ngươi mà không nói cho ngươi biết uy lực của nó, cũng không đề cập đến thực lực chân chính của Hạ Thiên. Bên trên để mắt đến ngươi mới để ngươi xử lý chuyện này, kết quả ngươi đã làm được. Cho ngươi tiền đã là thiên đại ban ân, ngươi đừng được đà lấn tới. Bạch Thiên Tiếu nghe xong, lông mày cau lại, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi nghe không rõ sao? Lúc này, bên tai Bạch Thiên Tiếu vang lên một giọng nói lười biếng, ý của nàng ta rất rõ ràng, chính là ngươi cũng nên bị nổ chết, như vậy mới hoàn mỹ. Cái gì?
Bạch Thiên Tiếu nghe được giọng nói này, một cảm giác lạnh cả người từ xương cụt dâng thẳng lên não, không khỏi dùng mình một cái. Hắn ta chậm rãi xoay người, đột nhiên nhìn thấy hai người tuyệt không có khả năng còn sống. Hai người kia dĩ nhiên là Hạ Thiên và Dương San. Hạ Thiên cười nói, hình như ngươi rất sợ thì phải. Đoán chừng chắc là gặp quỷ rồi. Dương San lắc đầu, thuận miệng nói. Ngươi, tại sao các ngươi còn sống? Bạch Thiên Tiếu thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, liên tiếp lùi mấy bước mới miễn cưỡng trấn định tinh thần, các ngươi là người hay quỷ? Dương San mỉm cười nói, ông xã, chàng thấy không, ta đã đoán đúng. Vợ Tiểu Tiểu Dương, cái này của nàng không phải là đoán. Hạ Thiên nhếch miệng, loại người ngu ngốc như hắn ta sẽ không có phản ứng nào khác. Bạch Thiên Tiếu bỗng nhiên nhớ đến mình đang nói chuyện điện thoại, vội cầm điện thoại lên, đột nhiên phát hiện đối phương đã dập máy. Xem ra, người đã bị đồng bạn từ bỏ. Dương San khinh thường nói. Cho dù các ngươi không chết thì tính sao? Bạch Thiên Tiếu bỗng dưng cho tay vào ngực, sau đó đeo một cặp thủ sáo màu đen vào, bày ra một tư thế bâu kỳ quái, lạnh lùng nói, đơn giản chỉ là giết các ngươi thêm một lần nữa. Hạ Thiên dùng ánh mắt nhìn Bạch Thiên Tiếu như nhìn kẻ ngốc, trong đầu của ngươi hẳn chỉ chứa toàn là nước. Bây giờ ta sẽ bóp nát đầu của ngươi. Bạch Thiên Tiếu hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hạ Thiên. Một quyền đánh vào tim của hắn. Bành! Bạch Thiên Tiếu như một quả bóng ra đập vào vách tường, bị đẩy lùi ra ngoài, trượt vào trong một hố tuyết. Gương mặt của hắn ta tràn ngập sự mờ mịt, không quan tâm biểu hiện chật vật của mình. Trong lúc hắn ta đang định bò dậy, một cái chân bỗng nhiên giẫm lên ngực hắn ta, khiến hắn ta không thể động đậy. Bá, bá phụ! Bạch Thiên Tiếu tập trung nhìn lại. Đột nhiên phát hiện người dẫm mình chính là Bạch Vạn Bang, ngươi cũng còn sống. Ngươi ước gì lão phu chết đi đúng không? Bạch Vạn Bang hung hăng nhìn đứa cháu trai của mình, tên nghiệp chướng ngươi, uổng cho lão phu tin tưởng ngươi như vậy, từ nhỏ đã mang ngươi bên cạnh để bồi dưỡng. Ngươi hồi báo ta lại như vậy sao? Bành! Bạch Vạn Bang nói một câu, khí lực trên chân lại nặng hơn một phần. A! Bạch Thiên Tiếu cảm giác xương ngực của mình như muốn nổ nát, bá phụ, người nhẹ tay một chút. Dù sao ta cũng là cháu của người mà. Cháu tốt nhỉ, người yên tâm đi, lão phu sẽ không dễ dàng để ngươi chết như vậy đâu. Bạch Vạn Bang cố nén lửa giận trong lòng, không để cho nó bạo phát ra, nói đi, ai bảo ngươi làm như vậy. Bạch Thiên Tiếu do dự, há to miệng nhưng không lên tiếng. Rắc! Bạch Vạn Bang đột nhiên dùng lực. Tận lực đạp gãy mấy cái xương sườn của Bạch Thiên Tiếu, nếu ngươi không nói, bây giờ ta dẫm chết ngươi. A! À, Bạch Thiên Tiếu há to miệng, nhưng cũng vẫn không nói gì. Rắc rắc, Bạch Vạn Bang cũng không nương tay, liên tục đạp gãy thêm 2-3 cái xương sườn nữa, khiến Bạch Thiên Tiếu phun máu tươi. Lửa giận trong mắt Bạch Vạn Bang càng lúc càng đậm, ngươi ngược lại biến thành xương cứng nhỉ. Bạch Thiên Tiếu không ngừng phun máu. Mắt mở thật to nhưng không hề lên tiếng. Ta vốn muốn giữ lại mạng cho ngươi, nhưng không nghĩ đến ngươi lại minh ngoan bất linh như thế, vậy ngươi cũng đừng trách lão phu không niệm tình xưa. Bạch Thiên Tiếu đạp nát xương cốt trên người Bạch Thiên Tiếu nhưng đối phương vẫn không hé răng một câu. Bạch Vạn Bang quay sang nhìn Hạ Thiên, Hạ Thần Y, ta muốn giết tên nghiệt chướng này, không biết ý của ngươi như thế nào. Ông xã, có cần lưu hắn ta một hơi hay không? Dương San nhìn thấy tình huống trước mắt, nhịn không được nói khẽ, dù sao chúng ta còn chưa tra hỏi hung thủ đứng đằng sau. Hạ Thiên nói, chẳng cần phải hỏi, tên ngốc đứng đằng sau nhất định đang ở Hồ Thấm Nguyệt. Chúng ta qua đó trực tiếp xử lý bọn họ là được. Không, ô ô, Bạch Thiên Tiếu gấp lên, nhưng há miệng lại không phát ra được âm thanh nào. Bạch Vạn Bang lắc đầu, thở dài nói, nể tình mấy năm qua ngươi phụng dưỡng ta. Ta sẽ lưu lại toàn thây cho ngươi. Dừng tay. Trong lúc Bạch Vạn Bang đang định một cước giải quyết Bạch Thiên Tiếu, một luồng hàn quang sát khí lẫm liệt trong chớp mắt đã đến gần. Mặc dù Bạch Vạn Bang đã già nhưng thân thủ không yếu, trước khi hàn quang đến trước lách mình tránh đi. Phốc. Hàn quang chém xuống mặt đất, kích lên bùn đất và tuyết đầy trời. Thừa dịp này, một bóng người lặng yên mà đến, lướt đến trước mặt Bạch Thiên Tiếu nhấc cơ thể của hắn ta lên. Muốn chạy trốn, Bạch Vạn Bang quát lạnh, ngươi tưởng lão phu không tồn tại sao? Ngươi hãy ăn thêm mấy viên thần hỏa đạn đi.
Người đến cho tay vào ngực, lấy ra mấy viên đan dược màu đỏ ném về phía Bạch Vạn Bang, còn có Hạ Thiên và Dương San. Bành bành bành. Lại vài tiếng nổ, vô số ánh lửa ngút trời chấn động núi tuyết lay động, mơ hồ còn có dấu hiệu tuyết lở. Khi ánh lửa bình ổn trở lại, người đến và Bạch Thiên Thiếu đã không còn thấy tung tích. Vậy mà để cho bọn họ chạy trốn, Bạch Vạn Bang bóp cổ tay không thôi, sớm biết như thế nên một cước giẫm chết tên nghiệt chướng kia rồi. Thở dài một tiếng, ông ta quay người nói, Hạ Thần Y, Dương Tiểu Thư, bây giờ chúng ta nên thế nào, hả? Bạch Vạn Bang ngẩn cả người, bởi vì trước mắt đã không còn bóng dáng của Dương San và Hạ Thiên. Dãy núi chập trùng, tuyết trắng mênh mang. Sau khi cứu Bạch Thiên Tiếu xong, người kia nhanh chóng chui vào trong một bụi tuyết rồi biến mất không thấy. Ông xã, hình như không thấy người đâu cả. Dương San quét mắt một chút, phát hiện không còn nhìn thấy tung tích của người kia nữa, không khỏi thất vọng hỏi, làm sao bây giờ? Hạ Thiên lơ đễnh nói, vợ tiểu tiểu Dương, nàng không cần lo lắng. Bọn họ trốn không thoát đâu. Dương San hiếu kỳ hỏi, ông xã, chẳng lẽ chàng biết bọn họ đang ở đâu? Hay là chàng đã sớm động tay động chân lên người người kia? Vợ tiểu tiểu Dương, nàng hơi bị dễ quên nhỉ? Hạ Thiên lắc đầu, nếu mục tiêu của bọn họ là chúng ta, còn có Bạch lão đầu, hiện tại chúng ta không chết, bọn họ tuyệt đối sẽ chủ động đến tìm chúng ta. Dương San hơi tức giận nói, vừa nãy Bạch Thiên Tiếu muốn nổ chết chúng ta, cứ như vậy mà thả bọn họ chạy trốn, ta cảm thấy có chút khó chịu. Hạ Thiên cười nói, vợ tiểu tiểu Dương. Nàng không cần tức giận. Tên ngốc kia chết chắc, những người còn lại có thể còn sống hay không cũng cần phải xem bọn họ có đi hay không. Chàng quả nhiên đã sớm động tay chân với hắn ta. Dương San sửng sốt, sau đó lấy lại tinh thần, cười nói, ta đang cảm thấy khó hiểu tại sao chàng lại buông tha cho hắn ta. Ông xã, chàng quả nhiên gian trá. Hạ Thiên nói, vợ tiểu tiểu Dương, nàng chú ý ngôn từ của mình nhé. Cái này không phải gọi là gian trá mà là thông minh. À, đúng đúng đúng. Ông xã chàng chính là người thông minh nhất thiên hạ. Dương San biết Hạ Thiên rất để ý đến điều này, vì thế liền mỉm cười tán Dương. Hạ Thiên bất mãn nói, vợ tiểu tiểu Dương, ta đương nhiên là người thông minh nhất thiên hạ, nhưng giọng điệu của nàng lại không đúng. Ta nói thật mà, Dương San vừa cười vừa nói. Hạ Thiên nghiêm túc phản bác, nàng suy nghĩ cái gì đều không lừa được ta đâu. Vậy chàng nói ta đang suy nghĩ cái gì? Dương San chậm rãi đi trước Hạ Thiên, sau đó quay lại nhìn hắn. Ta đương nhiên biết, Hạ Thiên cười nói. Bốp! Vừa mới dứt lời, một quả cầu tuyết đập vào mặt của hắn. Ông xã, tại sao chàng không tránh? Tay phải Dương San vẫn còn cầm một quả cầu tuyết, gương mặt vừa buồn cười lại có chút đau lòng. Cho dù là tuyết lở, đối với ta mà nói cũng chẳng có bất cứ chuyện gì. Hạ Thiên lơ đễnh nói, ta đã nói ta biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng nàng đã đánh chồng của mình, nàng nhất định phải bị phạt, nàng đã chuẩn bị xong chưa? Dương San lập tức hiểu được lời này của Hạ Thiên là có ý gì, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ bừng lên, tay phải ném quả cầu tuyết đến ông xã, chàng quá háo sắc. Cảnh sắc đẹp như vậy, chàng không thể nghĩ ra cái gì hay ho sao? Mặc dù Dương San rất thích giao lưu thân mật với Hạ Thiên, nhưng số lần của Hạ Thiên quá thường xuyên, lần nào cũng quá lâu, khiến cho nàng có chút chịu không nổi. Ban đầu, nàng cũng muốn khuyên Hạ Thiên tiết chế một chút nhưng hắn là đệ nhất thần y trong thiên hạ, có phóng túng gấp trăm lần đối với cơ thể của hắn cũng không thành vấn đề. Ta nghĩ đó chính là chuyện tốt, Hạ Thiên đường hoàng nói, vợ tiểu tiểu Dương, chẳng lẽ nàng cho rằng đó là chuyện xấu? Mặc kệ là chuyện gì. Cũng không thể quá quá, Dương San cũng không biết nên khuyên Hạ Thiên như thế nào. Hạ Thiên thản nhiên nói, vui vẻ không phải tốt sao? Vợ tiểu tiểu Dương, chẳng lẽ nàng không vui? Ta rất vui, vui lắm. Hai ngày qua, Dương San xác thực rất vui vẻ. Cách đây không lâu, nàng mới trở thành nữ nhân của Dương San, nhưng trong lòng của nàng lại có một cảm giác tự ti. Căn nguyên của tâm trạng này chính là Nguyệt Thanh Nhã đã mang đến cho nàng một sự kinh ngạc cực độ. Khi đó, nàng mới biết được trên thế giới này thật sự có tiên nữ, đồng thời cũng hiểu rõ sự chênh lệch giữa nàng và Nguyệt Thanh Nhã. Cho nên, có một khoảng thời gian nàng thường xuyên bắt chước Nguyệt Thanh Nhã, mặc kệ là cách ăn mặc, tư thái hay là ngôn hành cử chỉ. Nhưng càng như vậy,
nàng lại càng cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường. Về sau, Hạ Thiên cũng đã nhìn ra, nhưng cũng không vì thế mà ghét bỏ nàng, xem thường này. Khi đó, nàng mới thoát khỏi mê hoặc, dần dần trở lại như bình thường. Sau khi trở thành nữ nhân của Hạ Thiên, nàng cũng trở thành tu tiên giả, nhưng nếu như không cần thiết, nàng rất ít khi chủ động liên lạc với Hạ Thiên. Chính vì vậy, nàng lại càng không muốn rời xa hắn. Trải qua hai ngày ở chung, cảm giác không muốn rời xa đã nguôi ngoai hơn rất nhiều, bây giờ hai người thật sự giống một cặp tình nhân hơn. Vậy ta sẽ khiến cho nàng vui vẻ hơn. Hạ Thiên tiện tay ném tới một quả cầu tuyết. À, Dương San sửng sốt, vừa lúc bị quả cầu ném trúng mặt, ông xã, tại sao chàng lại ném vào mặt ta chứ? Ta là nữ nhân đấy. Nữ nhân thì làm sao? Nàng có thể ném lại ta mà. Hạ Thiên một chút cũng không khách sáo, ném một quả cầu tuyết đến, hơn nữa, nàng còn là người ném ta trước. Dương San tức giận, lập tức đánh trả, ông xã, vậy chúng ta so tài một chút, xem ai ném chúng được 100 quả. Nếu chàng thắng, chàng nhất định sẽ có thưởng. Nhưng ta nói trước, không cho chàng làm loạn, phải ném một cách công bằng. Đây chính là nàng nói đấy nhé. Hạ Thiên mỉm cười đắc ý, cắm tay vào đất tuyết sau đó giơ lên, hơn 100 quả cầu tuyết bay lên. Ông xã, chàng chơi xấu. Dương San mở to mắt, vội vàng né tránh. Đáng tiếc, tránh cũng không thể tránh. À, trong lúc Dương San đang nhắm mắt chờ bị nện trúng, người đã bị Hạ Thiên bế ngang. Ông xã, chàng tính làm gì? Mặt Dương San đỏ ửng, tiếng như mũi vo ve, chàng gian lận. Không tính, chàng mau buông ta xuống. Hạ Thiên mỉm cười nói, ta thắng rồi, bây giờ ta cần phần thưởng. Không, không được, cái này không tính, Dương San làm nũng, ta yêu cầu đấu lại. Không thể, Hạ Thiên từ chối lời đề nghị của Dương San, nói thẳng, bây giờ nàng nói không tính, nhưng ta nói tính. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến tiếng quát chói tai. Tên xấu xa kia, dừng tay cho ta. Người mau buông nữ nhân kia ra. Hạ Thiên xoay người lại, đột nhiên nhìn thấy ba bóng người lướt tới, sau đó dừng lại trước mặt hắn. Trong đó có một nữ nhân mày trắng mặc áo bào đỏ bó sát người, rút trường kiếm bên hông ra, quát lớn với Hạ Thiên, ngươi không nghe ta nói sao? Mau bỏ nàng ấy xuống, nếu không, ta một kiếm đâm chết ngươi. Tên quái dị kia, ngươi là ai? Hạ Thiên khó chịu hỏi. Dương San thấy ba người kia cũng là có ý tốt, vội vàng tránh khỏi cái ôm của Hạ Thiên, hai chân rơi xuống đất, thay Hạ Thiên giải thích, thật ngại quá, hắn là chồng của ta. Chúng ta chỉ đùa giỡn với nhau thôi mà. Các ngươi là vợ chồng, các ngươi lại hồ nháo ở đây, đúng là khốn kiếp. Nữ nhân mày trắng cau mày, càng thêm khó chịu quát mắng, nơi này không phải là nơi mà các ngươi có thể đến, các ngươi lập tức biến ra ngoài cho ta. Hạ Thiên hơi tức giận với khẩu khí của nữ nhân kia, chẳng lẽ nơi này là nhà của ngươi? Ngươi nói đi là đi, chúng ta không đi đấy. Nơi này chính là địa bàn của ta. Nữ nhân mày trắng nghe Hạ Thiên nói xong, cười lạnh, ngươi giỏi bước về phía trước nửa bước đi, ta một kiếm đâm chết ngươi, đó cũng là do ngươi chuốc lấy. Ngươi nói hơi quá đáng rồi đấy. Dương San cũng cảm thấy không được thoải mái, đùa giỡn ở đây xem như chúng ta sai đi. Nhưng bởi vì chuyện này mà đòi giết người, các ngươi không khỏi đề cao bản thân quá đi. Làm càn, hai nam nhân mặc áo bào trắng đi theo đằng sau nghiêm túc quát lớn, nơi này là địa giới phái Tuyết Sơn, vốn là cấm địa của đám người thế tục các ngươi. Phàm có người tự tiện xông vào, chấp pháp đường chúng ta có quyền đánh chết ngay tại chỗ. Hạ Thiên nhếch miệng, lại là chấp pháp đường cầu thí. Cái gì, nữ nhân mày trắng nghe xong, không khỏi sinh nghi trong lòng, người đã từng nghe nói qua chấp pháp đường ở đâu? Chưa từng nghe nói qua, Hạ Thiên trả lời, nhưng ta đã từng xử lý một số tên ngớ ngẩn tự xưng là chấp pháp đường bên trong một dãy núi tuyết. Hai đệ tử chấp pháp đường không khỏi nhìn nhau, nhẹ giọng nói với nữ nhân mày trắng, đám người bạch phó đường chủ bị tập kích đêm qua ở Ẩn Nguyệt Câu hẳn là do hắn làm. Nữ nhân mày trắng đánh giá trên dưới Hạ Thiên, sau đó lắc đầu ta thấy không giống. Tiểu tử kia nhìn rất phù phiếm, hơn phân nửa là hoàn khố nhà ai dưới núi thôi. Cũng đúng, hai đệ tử chấp pháp đường cũng nhìn Hạ Thiên một chút, cảm thấy bọn họ đã quá lo lắng rồi. Được rồi, ta có chuyện quan trọng cần về tông môn, không rảnh lãng phí thời gian với các ngươi ở đây.
Nữ nhân mày kiếm thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói, ta có lòng tốt nói với các ngươi như thế, nếu các ngươi không nghe, đến lúc đó mất mạng cũng đừng trách tại sao ta không nhắc nhở các ngươi. Hạ Thiên cười nói, vậy ta cũng có lòng tốt muốn khuyên các ngươi một câu, không cần về lại tông môn. Nếu trở về, coi chừng mất mạng đấy. Ngươi, hai đệ tử chấp pháp đường tức đến mức muốn một kiếm bổ Hạ Thiên, nhưng lại bị nữ nhân mày trắng ngăn lại. Nữ nhân mày trắng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, đa tạ đã khuyến cáo, chúng ta đi. Lập tức, ba người quay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong tuyết trắng mù mịt. Thân pháp ba người này với người đã cứu Bạch Thiên Tiếu trước đó giống nhau như đúc. Dương San không khỏi cảm thấy kỳ quái, trong lòng bắt đầu có suy đoán, ông xã, có khi nào là do bọn họ làm hay không? Không phải, Hạ Thiên lắc đầu, tuy nhiên, bọn họ hẳn là sư xuất đồng môn. Dương San giật mình, cũng khó trách. Nói cách khác, người muốn giết Bạch Vạn Bang chính là người phái Tuyết Sơn. Tiếp theo, nàng lại càng nghi hoặc hơn, nhưng vì sao bọn họ lại tính toán luôn chúng ta? Hạ Thiên thuận miệng nói, mặc kệ họ đi. Dương San hơi cảm thấy khó hiểu, ông xã, chẳng lẽ chàng có thù với người của phái Tuyết Sơn? Ta không có cửu nhân, Hạ Thiên nói, nhưng đám ngu ngốc kia thường xuyên xem ta là cửu nhân. Đúng là ngu hết mức có thể. Ngươi mắng ai ngu? Tại một căn biệt thự trong sơn cốc, Bạch Thiên Tiếu ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn người đang đứng trước mặt hắn ta. Ta mắng chính là ngươi đấy. Một người áo đen che mặt lạnh giọng nói, khoảng cách gần như vậy, ta còn chuẩn bị thần hỏa đạn cho ngươi, nhưng ngươi lại không giết chết được ai. Đã vậy, ngươi còn thiếu chút nữa bị lão đầu tử Bạch Vạn Bang giết chết. Ngươi thì biết cái gì? Bạch Thiên Tiếu vừa uống đan dược trị thương, mặc dù xương ngực bị nát đã lành lại nhưng vẫn còn đau đớn như cũ, Hạ Thiên kia không phải người bình thường, chúng ta đều bị hắn gạt. Nếu không có Hạ Thiên, Bạch Vạn Bang không đáng để lo. Người áo đen che mặt hơi khinh thường nói, có thể lợi hại bao nhiêu chứ, chẳng qua chỉ là một tên thần côn biết chút võ công mà thôi. Đó là vì các người luôn coi thường ta mà thôi. Nữ nhân kia họ Tô. Mặt cũng miễn cưỡng được xem là xinh đẹp nhưng dáng người lại là nhất lưu, chẳng những đường cong đáng kiêu ngạo, tỷ lệ có thể xưng là hoàn mỹ. Càng khiến người ta huyết mạch sục sôi chính là, trời lạnh như vậy nhưng nàng ta chỉ mặc một chiếc sườn xám xẻ tà cao, lộ ra cặp đùi trần trụi. Tư liệu mà ngươi đưa cho chúng ta chẳng khác nào thổi Hạ Thiên thành thần tiên, thử hỏi ai dám tin. Người áo đen che mặt bất mãn quát, người rõ ràng cố tình đùa giỡn chúng ta. Nữ nhân họ Tô nhẹ nhàng đặt bờ mông của mình xuống ghế, bắt chéo hai chân, phong tình nói, tư liệu viết đều là tình hình thực tế. Các ngươi không coi nó ra gì, tại sao lại đổ hết lên đầu ta? Hồ ly tinh ngươi bớt khoe khoang ở đây đi. Nữ nhân mập mạp thật sự không quen nhìn tư thái kiều mị của nữ nhân họ Tô, lúc trước khi ngươi yêu cầu gia nhập chúng ta đã cảm thấy ngươi không thích hợp. Bây giờ xem ra, ngươi rất có thể là nội gian. Nữ nhân họ Tô khẽ cười nói, ngươi chỉ là ghen ghét sắc đẹp và dáng người của ta mà thôi, đúng là chua ngoa. Người giống như ngươi, cho dù có dùng trăm ngàn viên nhiễm nhan đan, ngươi cũng không thay đổi được ngươi chính là mụ mập chết bầm. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân mập mạp tức đến sôi máu, có ngon ngươi nói lại lần nữa đi. Nữ nhân họ Tô cảm thấy buồn cười, ta là nữ nhân, ta không có hạt. Ngươi nhìn giống như có hạt, khó trách chồng của ngươi tránh ngươi không kịp. Lần này, nữ nhân mập mạp tức đến mức muốn thổ huyết. Mụ nội nó, người đùa bỡn chúng ta đúng không? Bạch Thiên Tiếu giận tím mặt chỉ vào nữ nhân họ Tô mà mắng, trước đó rõ ràng ngươi không có nói như vậy, chính ngươi thổi phồng Hạ Thiên đến mức thần kỳ, mới khiến cho chúng ta đều cho hắn không khác gì thần côn. Nữ nhân họ Tô mỉm cười trả lời, ta nói tất cả đều là thật, là do các ngươi không tin mà thôi, trách được ai chứ? Chỉ có thể nói các ngươi thích chết. Ngươi, Bạch Thiên Tiếu tức đến mức ngực phập phồng, đau nhức không thôi. Lúc này, một nam nhân trẻ tuổi đẩy cửa bước vào, nghe được tiếng cãi nhau, lập tức khiển trách, được rồi, tất cả đừng ồn ào nữa. Các vị đến đây là để thương lượng đại sự, chứ không phải đến đây để cãi nhau. Giống như một cái chợ như vậy còn ra thể thống gì nữa. Hội trưởng, đám người trong phòng nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi, không khỏi giật mình. Tất cả đều thu lại tâm trạng của mình, có chút cung kính chào hỏi. Hoa Đề Diệp, người đến hơi trễ đấy. Nữ nhân họ Tô nhìn không được liền trêu chọc,
không phải ngươi bị người nào đó bắt lại trên núi sao? Nhưng cũng đúng, trong mắt Hoa hội trưởng, nữ nhân kia quan trọng hơn chúng ta nhiều. Nam nhân trẻ tuổi trừng mắt nhìn nữ nhân họ Tô, Tô Mộng Lệ, ngươi nói chuyện dễ nghe một chút đi, đừng có âm dương quái khí như vậy. Nếu không, ngươi đừng trách ta thu thập ngươi. Ồ, ta sợ quá. Tô Mộng Lệ che miệng cười khúc khích, nhưng rồi lại thể hiện sự khinh thường, vậy ngươi ngược lại ra tay thử xem. Nữ nhân sau lưng ngươi còn sợ thiên cung chúng ta, ngươi thì tính là gì? Nếu không phải ta nhận được mệnh lệnh đến hỗ trợ các ngươi, ta không thèm để ý đến đám ngu xuẩn các ngươi đâu. Người áo đen che mặt bất mãn quát, vậy ngươi có thể biến, chúng ta không cần ngươi giúp đỡ. Đúng vậy, ban đầu đây cũng chỉ là chuyện trong hội chúng ta, có liên quan gì đến thiên cung các ngươi. Nữ nhân mập mạp cũng khá bất mãn, hợp thời của trách Tô Mộng Lệ, nữ nhân ngươi đấy, ngoại trừ cung cấp tư liệu giả liên quan đến Hạ Thiên, ngươi còn làm được cái gì nữa chứ? Bạch Thiên Tiếu cố nén cơn đau, phàn nàn nói, hơn nữa tin tức còn sai, khiến cho ta thiếu chút nữa chết mất. À, điều này cũng không thể trách lên đầu ta được. Tô Mộng Lệ không biết từ lúc nào lấy ra đồ rũa móng tay, bắt đầu rũa móng của mình, tin tức mà ta cung cấp đều là thật, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Thương tích trên người ngươi nhất định không phải do Hạ Thiên làm. Nếu là hắn ra tay, ai cũng không cứu được ngươi. Hừ, ngươi không khỏi đánh giá cao tên tiểu tử Hạ Thiên kia rồi. Người áo đen khinh thường nói, khi ta cứu Bạch Thiên Tiếu, hắn và nữ nhân của hắn cũng đuổi theo, cuối cùng còn không phải bị ta bỏ rơi sao? Ồ, Tô Mộng Lệ nghe xong, bỗng nhiên cau mày, ngươi nói Hạ Thiên đuổi theo. Người áo đen che mặt khó chịu nói, lỗ tai ngươi lẫn cát sao? Hạ Thiên và nữ nhân của hắn đuổi theo ta, nhưng đã bị ta hất cẳng. Ngươi nói ban đầu Hạ Thiên đuổi theo ngươi nhưng bỗng nhiên không đuổi theo nữa. Tô Mộng Lệ lại càng cau mày chặt hơn, tiếp tục hỏi. Người áo đen che mặt tức đến mức chửi ầm lên, ngươi có bệnh đúng không? Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nghe rất rõ ràng, chỉ có ngươi là không hiểu mà thôi. Tô Mộng Lệ cất đồ rũa móng tay, chậm rãi đứng lên nói với Hoa hội trưởng, ta phải đi đây. Hai người kia đã bị Hạ Thiên giở trò, nếu ta còn ở đây. Nói không chừng ta cũng bị liên lụy theo. Hoa hội trưởng, có gì gặp lại sau. Người áo đen che mặt tức giận vô cùng, rút một cây chủy thủ trong bao ra đeo bên hông, chỉ vào Tô Mộng Lệ, họ Tô kia, người nói vậy là có ý gì? Tô Mộng Lệ, ta thấy người chính là gian tế. Nữ nhân mập mạp bước đến hai bước ngăn lại đường đi của Tô Mộng Lệ. Bạch Thiên Tiếu cũng lửa giận khó bình, chỉ là cơn đau trong lồng ngực khó nhịn, nhất thời không cách nào nói chuyện được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 182.